mình cứ nghĩ người đó là người thân của mình. Người thân của mình tại sao lại như vậy, tại sao thế kia, và mình luôn luôn bị những cái đối nghịch. Cái đó gọi là chướng đó. Cái đó gọi là chướng đó. Nhưng mà chướng nó có hai loại. Có khi là nhân chướng, pháp chướng luôn nữa. Nhân chướng là con người nó chướng. Rồi pháp chướng là gì? Con người nó sanh ra cái kiểu chướng đó. Mỗi ngày mình một là thế nào mà trong nhân nó có pháp, tại trong người đó nó tuôn ra cái cách chống mình. Ví dụ chuyện nhỏ thôi, mình tụng kinh cái đi tới thấy mình cái quýt mình cái trong con người nó sanh ra cái pháp chướng. Cái pháp chướng là cái cách làm cho mình khó chịu. Rồi thí dụ như mình ăn chay nữa hả, ví dụ vậy đó. Thì trong cuộc sống này chúng ta đều gặp, mà quý vị đừng có nghĩ rằng mình là ở đời mình mới gặp, người tu cũng gặp như thường. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đi là phải gặp khó khăn. Không có một cái đoạn đường nào mà không có cong cong quẹo quẹo hết đó. Quý vị muốn đi tới đây là từ ở chỗ St. Albans mà Pháp Hòa muốn tới đây là hơn tiếng đường xe. Mà đôi khi còn phải lòn lách tìm có đường nào không có kẹt xe để đi nữa đó. Thì mình cũng thế thôi. Sống trong đời là nhiều khi còn phải phương tiện quyền xảo, lòn lách, quẹo cua để chi phải không? Để tới bờ, tới bến. Nếu như mà người đó không có làm chướng mình á, thì đạo nghiệp khó thành. Cho nên cái người làm chướng mình đừng có giận họ. Tại vì mình giận họ đời sau họ chướng gấp double. Ở đời này họ đã chướng rồi. Vì họ không thấy được cái đạo lý cho nên họ mới chướng mình. Người đó mình phải thương, lòng từ bi mình phải lớn. Đây là tu đó. Bây giờ nói thôi đừng tu đâu xa, tu với cái ông trong nhà mình nè. Tu với cái bà trong nhà mình nè, tu với đứa em mình nè, tu với đứa chị mình nè. Cái người nào mà cái người đó luôn luôn làm nghịch cảnh cho mình, tu với người đó. Nhưng mà cái quan trọng là mình khéo tu. Ví dụ như á, mình đi chùa họ không thích. Mình đi chùa họ không thích thì mình cũng có cách mình đi chùa mà đâu cần công bố đâu. Mình cũng có cách mình tu, tại vì cái tu theo đạo Phật á, nó đơn giản, nó nhẹ nhàng lắm. Có những lúc á, tu rất là bài bản, chuông mỏ, Phật tranh treo đầy hết. Mà có những lúc tu rất là bình an, Phật ở trong lòng, kinh ở trong tâm, pháp ở trong tâm, pháp ở trong xe. Mình thỉnh thầy vô nhà giảng không được, mình thỉnh thầy ra xe giảng. Mình thỉnh thầy vô trong nhà giảng, ông đi tới đi lui cũng khó chịu không? Nói thầy ơi, thầy chịu khó ra xe thuyết pháp cho con nghe. Ông thầy cũng quan hỷ vô cùng. Thành thử ra mình tu trong nhà không được, tu on the street, tu on the road, mà không cần phải tu trong nhà. Tu mọi lúc, mọi cảnh, mà cái quan trọng là tâm mình đừng dính với cảnh. Khi mình gặp cái hoàn cảnh khó, tâm đừng dính với cảnh, tâm bình, cảnh sẽ bình. Vì nếu cái tâm mình bình được với cái người đó, mình biết họ chướng, mà tại sao mình cứ làm những điều mà họ cứ đối với cái chướng mình. Mình tạo cho họ thêm cái nghiệp chướng. Cái nghiệp chướng là gì? Họ trở thành một cái tập nghiệp, họ luôn luôn làm cái chướng cho mình. Cái nghiệp đó gọi là nghiệp chướng. Còn mình á, là bị một thứ nghiệp nó chướng mình. Còn người đó đó cứ chướng riết thành nghiệp. Hai cái cũng là một chữ nghiệp chướng, nhưng mà đối với người làm mình khổ á, họ trở thành một cái nghiệp, mà cái nghiệp sống theo cái chướng đó. À, vậy thì người đó tạo một cái loại nghiệp gọi là cái nghiệp luôn luôn chướng người khác. Còn mình á, bị một cái nghiệp là bị người khác chướng mình. Mà lẽ ra mình tu rồi, mình có đủ tuệ giác. Chữ tuệ giác chứ không phải tệ giác. Mình đủ tuệ giác để mình chuyển cái đó, mình hóa cái đó đi. Pháp Hòa nói ví dụ á, mình lấy muối nè, xả ớt á, mình ướp vô tàu hũ trắng. Thì nếu mà cái món mà mình nhìn vô món này là mình bảo đảm món gì? Tàu hũ gì?
tàu hủ muối xả ớt rồi đem đi làm gì? Có bắt buộc phải chiên không? Hấp lên ăn ngon lắm. Tại mình bị một cái định kiến, hãy thấy tàu hủ muối xả ớt là phải chiên, đó bắt buộc. Ai cử dầu phải không? Sau khi ướp xong rồi để vô một cái dĩa, hấp nó lên, nó ngấm thấm vô đó. Mình ăn tàu hủ hấp muối xả ớt rất là ngon. Ăn không sợ dầu mỡ, mà ổng chừng ăn còn nhiều hơn nữa. Đâu có phải định kiến là tàu hủ muối xả ớt chiên cái tàu hủ muối xả ớt hấp, có sao đâu. Quý vị thấy cái tu chưa? À, tu trong món ăn. Cho nên á, đừng để cái pháp nó chướng mình, đừng để cái nhân nó chướng mình. Nhân này là người, nhưng mà tại vì mình cũng có cái chủng, cái nhân là hạt giống, mình luôn luôn mình cứ định kiến cái đó là cái chướng, cho nên mình khổ. Mà mình phải thấy người đó là gì? Người đó là thiện tri thức giúp mình tiến tu. Người nào làm khổ mình mà cái người đời người ta chưa hiểu đạo. Chữ đạo này không phải đạo Phật nha, đạo này là đạo lý. Người thấu đạo lý thì thấy tất cả chướng là pháp tu. Còn người không thấy đạo lý, chướng nào cũng chướng giống nhau. Mình đi ra đường gặp con nít mình cũng chướng, gặp cái gì mình cũng chướng, bởi mình thành một cái tập nghiệp thấy các pháp là chướng. Nhưng mà thật sự pháp nó chướng là tại vì mình cũng có nhân chướng cho mình thấy cái gai. Cho nên nếu nói đúng hơn, cái người đó là người mình phải tu đó. Người đó là người mình phải tu đó. Tại sao? Tại vì cái gì mình đã giỏi rồi thì đâu cần nói tu. Cái gì mà chưa giỏi thì cái đó là cái tu. Phong Hoàng ví dụ, bây giờ á, trong ba độc tham sân si, tham thì chắc mình đỡ rồi, tại vì mình cũng đủ ăn, đủ mặc, đủ xài, mà thậm chí dư nữa. Cho nên tham có thể mình không dám nói hết, nhưng mà có phần khá tốt. Nhưng mà có một cái là sân. Sân của mình là không phải sân nhỏ nhỏ đâu nha, cỡ sân chùa, sân sân phi trường không. Thì bây giờ mình biết rằng cái chính cái đó mới là cái mình tu. Cho nên quý vị thọ năm giới cũng vậy: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Thì cái giới nào mình giữ tốt rồi mà thậm chí chưa thọ mình vẫn không có thành vấn đề thì đâu cần phải nói chuyện tu đó nữa. Thành thử ra nói cuối cùng năm giới mà không chừng tu chừng hai à, có thể hai cái mình vướng hoặc là ba cái mình vướng, thì chính cái đó là cái đối tượng để mình tu. Như vậy thì tu phải có đối tượng để tu, chứ không biết thôi tu cái gì. Thành thử đừng có lo. Người chướng thì quý vị phải nhớ là mình sống trong đời này không gặp cái này cũng gặp cái khác. Vân tiên cổng mẹ chạy ra, đụng phải cột nhà cổng mẹ chạy vô. Vân tiên cổng mẹ chạy vô, đụng phải ông mồ cổng mẹ chạy ra. Cho nên mình không gặp chướng này cũng sẽ gặp cái chướng khác. Thì chướng nào cũng là chướng, thì có một cái thì mình mới hướng tâm tu. Phong Hoàng ví dụ, nếu con mình mà nó không có lì, nó không biết nghe lời mình, dễ gì mình chịu tu. Cái nhờ đứa con mình nó dạy cho nên mình hết lòng sám hối nè, rồi tụng kinh lại Phật, bố thí làm thiện, cho nên nó độ mình tu. Thật ra cái đứa chướng mà điều đôi khi nó là cái nhân để tạo cho mình tu. Rồi bây giờ ví dụ mình lỡ mình gặp ông chồng chướng, rồi không lẽ mình đi chống ổng sao? À, thành thử ra bây giờ mình làm sao mình uyển chuyển, mình khéo. Cái gì cũng do nghiệp. Thôi thì bây giờ á, nhẹ nhàng trong sự tu. Tu bất cứ hình thức nào, miễn đừng làm cho người đó thêm phiền não với mình, thì người đó từ là đối tượng để mình tu. Đức Thích Ca Mâu Ni thấy sanh lão bệnh tử là cái pháp, là cái nhân để Ngài khởi tâm Ngài tu, để Ngài thành tựu được đạo quả, để Ngài nhắc nhở chỉ dẫn cho chúng ta làm sao vượt những cái khổ đau của sanh già bệnh chết. Chúng ta vẫn sanh già bệnh chết, nhưng chúng ta hiểu được đạo lý thì không khổ bởi sanh già bệnh chết,
chứ không phải tu theo Phật rồi là không còn sanh già bệnh chết, mà phải nói cho rõ là không khổ vì sanh già bệnh chết. Cho nên người chưa hiểu đạo lý thì thấy cái gì cũng chướng. Đây bình hoa này mà chưa cái, để đây mà không thấy mặt ông thầy nó cũng chướng như thường, mặc dù nó rất đẹp. Mà may là tại em ngồi nó hơi cao đó. À không, nếu mà bình hoa mà cắm cao hơn mà cái ghế nó thấp hơn là quý vị bắt đầu nãy giờ ngồi thấy bình này nó chướng rồi đó. Thôi nếu mà mình mà bị chướng cái rồi gặp cái gì xung quanh mình cũng cho là cái chướng đó. Rồi quý vị để ý coi, trong cuộc sống này không có ngày nào mình không có gặp việc để mình phải giải quyết đối đầu. Mà không lẽ bây giờ mình cứ chạy trốn, mình bực bội thì cả đời này mình khổ. Thôi thì bây giờ mình tập đi. Cái gì đến từ tôi tiếp, đi thì tôi tiễn, chưa tới tôi không chờ. Được không? Tiếng Mỹ nè, the past is history, the future is mystery, today is a gift, that's why we call present. Enjoy your present. Enjoy your present, that means you enjoy your gift. Every single day, anything that comes to you, just like a gift, as long as you know how to open your gift to enjoy your gift. This is the practice. Even though life gives you problems, but we have learned the technique, the instruction, how to transform your problems. People can give you tons of garbage, but if you are wise enough, you can transform your garbage into compost. And the more compost you have, the more farm you receive. So what's the problem here? So practice Buddhism is not only a faith. Practicing Buddhism is talking about the instruction how to live mindfully, and you are strongly and stability enough to facing all kind of problems in your daily life. The more you run away, the more you will suffer. If you are strong and stable enough to facing it, it slowly will dissolve. This is the real, the truth. It's not only philosophy. But if you don't practice that, it's only philosophy. Buddhism gives two things, philosophy and practice. Mình đi học cái gì cũng học lý thuyết và thực hành. Đạo Phật là thế. Đạo Phật là lý thuyết và thực hành, chứ không phải chỉ một chiều lý thuyết, và cũng không phải chỉ thuần thực hành. Tại vì nếu mình thực hành mà mình không có cái lời ngôn ngữ để mình diễn đạt thì người ta không hiểu cái cách nó thực hành như thế nào. Cho nên ví dụ quý vị muốn tu thiền, muốn ngồi thiền, quý vị phải học cái lý thuyết của sự thiền tập. Quý vị muốn niệm Phật, quý vị phải tập lý thuyết của sự niệm Phật. Cái gì nó cũng có công thức của nó. Cho nên tất cả các pháp đều là Phật pháp, mà con không rõ lại theo dòng vô minh. Vì thế mà trong trí Bồ Đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Cái người đó là người giải thoát cho mình đó. Giải tất cả mọi khúc mắc, mình vượt được một cái ông chồng chướng này, mai mốt bao nhiêu người chướng kia không trở thành vấn đề. Mình gặp được một cái người em chướng ngại của mình, mà mình chuyển hóa được cái tâm mà đối đầu chướng ngại đó, không cần phải đối đầu, không cần gọi là gì, phải dùng mưu mô gì hết, nhẹ nhàng trong mọi sự tu thôi. Ví dụ bây giờ người ta không thích mình đi chùa, mình cũng đi chùa, mình khỏi tuyên bố. Và đồng thời mình đi chùa, hồi xưa ví dụ người ta nhẹ nhàng trong việc đi chùa, mình đi chùa thoải mái, đi lúc nào đi. Còn họ không cho thì mình đi có chừng mực. Coi vậy chứ không lẽ làm gì mình. Nhưng mà cũng phải cho mình có một chút cái gì đó, nên người đó chướng nhưng cũng không đến nổi. Thưa đại chúng, Pháp Hòa biết có nhiều Phật tử tu rất là cực, chỉ tụng một thời kinh thôi mà gặp bao nhiêu những khó khăn với người thân. Nhưng mà cuối cùng cái vị này tu đâu? Tu trong xe thôi. Lái xe từ chỗ xe đi ra làm, tụng kinh trong xe.
không? Rồi nghe pháp trong xe, rồi thậm chí bữa nào người đó mà đi chung xe, cái ông thầy ổng tu thiền, ổng không nói gì hết. Tại vì cổ bật cái nút off rồi, ổng nói gì nữa gì. Nhưng mà nếu người kia suy nghĩ kỹ, trời ơi, chồng mình tu, vợ mình tu, chú có làm gì sai quấy đâu mình làm vậy. Nếu mà cái người đó thấu được cái lẽ đó thì đâu có chuyện gì. Trong khi đó có những người chồng bê tha, có những người vợ bê tha mà họ, người ta vẫn sống được. Còn này vợ hay là chồng hay con hay cháu của mình biết tu mà mình không quý, thì có phải cái đó là họ thiếu cái sự suy nghĩ chín chắn không? Cho nên người như vậy cũng tội cũng khổ. Cho nên thôi thì chúng ta là người đã thấu được đạo lý, đã có lòng từ bi, thì thương tất cả mọi người, dù người đó là tốt với mình hay người là đối nghịch với mình. Đối nghịch đây là tại vì họ chưa hiểu thôi, chứ họ vẫn là người thân mình mà, là mình bỏ đi đâu. Cho nên đó, thôi thì bây giờ mình đã biết chạy bộ, lui lại chịu khó đi bộ với họ một chút, để khi nào họ đủ vững rồi không chừng đủ duyên họ đi luôn với mình. Cái điều đó nó có, mình phải có một niềm tin với cái sự tu tập chín chắn của mình, chân thành của mình, có ngày sẽ cảm hóa với tất cả nếu chúng ta có lòng thành tu tập. Cho nên quý vị đừng ghét cái người chướng của mình, mà phải thấy rằng nhờ họ chướng vậy đó, thôi cái gì mình cũng được hết đó, còn chỗ này thôi thì chính chỗ này mình tu, phải không? Nếu mà mình vượt được cái đó, cái mình thành tựu được cái vẹn tròn của mình. A Di Đà Phật. Chiều hôm nay là buổi chiều trả lời câu hỏi. Hồi nãy Pháp Hòa có nhìn xuống trong cái đống giấy này thì có một số câu hỏi liên quan, cho nên thay vì đọc câu hỏi thì Pháp Hòa đã trả lời một vài, nó liên đới một vài câu hỏi đó rồi. Bây giờ chúng ta tiếp tục những câu hỏi khác. Xin Thầy hoan hỷ cho con biết ý nghĩa của lễ trai tăng. Cái chỗ này Pháp Hòa cũng đã nói rồi, nhưng mà ở đây Pháp Hòa xin lược lại một chút thôi. Chữ trai á, được hiểu là một bữa ăn, một bữa ăn trai. Mà chúng ta đúng ra là chúng ta gọi là ăn trai, món trai, chứ không phải là ăn chay. Như ngày nay chúng ta đã viết chữ chay CH, thì cái chữ đó nó là viết trại ra từ cái chữ nguyên gốc của nó là trai. Bởi vì chữ trai nghĩa là trong sạch, là tinh khiết. Vậy thì chữ trai trong lúc này được hiểu là một bữa ăn trai, một bữa cơm. Chữ tăng được hiểu là tất cả các vị xuất gia. Như vậy lễ trai tăng nghĩa là một cái lễ chúng ta thiết một cái bữa cơm để cúng dường cho các vị xuất gia. Và cái lễ đó được gọi là lễ trai tăng. Và trong phần trai tăng nó có hai phần. Cái phần mà mình dâng cơm mình cúng gọi là trai phạn. Chữ phạn là cơm. Còn cái chữ trai tăng là một danh từ chung để chỉ nếu trong bữa đó chúng ta vừa ủng hộ vật chất, tứ sự cúng dường như là cái khăn, bàn chải, xà bông, kem đánh răng rồi vậy đó, thì cái đó là tứ sự cúng dường, rồi cộng thêm bữa ăn. Thì trai tăng này lúc nào mới được làm? Chừng nào mới được làm trai tăng? 49 ngày phải không? Không phải. Bất cứ lúc nào mình cũng làm trai tăng được hết, chứ không phải là đợi khi nào thân nhân chết mới cúng trai tăng. Nếu vậy là mấy thầy đợi ăn đám chết sao? Bất cứ lúc nào mình có phát tâm, mình đều thiết lễ trai tăng được hết, chứ không phải là đợi thân nhân mất mình mới cúng trai tăng. Thí dụ bây giờ nè, năm nay mẹ 80 tuổi, mình làm trai tăng cầu phước cho mẹ. Con mình vừa ra trường, thành tựu được tất cả những cái gì mình ước nguyện, mình làm trai tăng, mình cúng dường để mình tạ ơn Tam Bảo đã gia hộ cho con mình được thành tựu cho đến ngày hôm nay. Cháu mình nó sanh, con mình nó sanh con, nghĩa là cháu nội, cháu ngoại của mình,
Thay vì mình tổ chức một bữa đầy tháng gà vịt rồi chết nhiều một chút, thì bây giờ mình làm trai tăng. Bất cứ cái gì cũng trai tăng được hết, chứ không phải chỉ để đợi người chết mới cúng trai tăng. Mà khi mà mình thiết lễ trai tăng á, không phải là mình chỉ tới chùa mình đưa tiền, mình nói nè con muốn thỉnh 30 thầy, 40 thầy chùa làm giùm cho con. Tốt hơn hết nữa đó, để cho nó trọn vẹn đó, mình nên cử người nhà mình đi vô chùa, hỏi chùa có cần con phụ cái gì không. Nhiều khi chùa đơn chiếc, mình ở nhà đông, mình tới mình phụ để sắp xếp cái bữa lễ trai tăng đó cho tương tất, thì mình cái đó là vừa của vừa công. Vì cái lễ đó chùa làm là vì mình request, mình xin làm chùa mới làm, thì mình làm mình phải tới phụ, chứ không phải là mình giao phó hết cho chùa để được gọi là trai tăng. Mà trong đó chúng ta phải có sự đóng góp công sức của mình để nó trọn vẹn được cái ý nghĩa và công đức. Mà tại sao mình phải cúng như vậy? Bởi vì khi mình thiết trai như vậy đó, thì chư tăng lúc đó trang nghiêm thanh tịnh, rồi dâng tất cả những thực phẩm của chúng ta cúng lên trên là cúng chư Phật, tôn pháp, hiền thánh tăng, kế đến các thầy mới thọ dụng. Vậy thì các thầy thay thế cho mình cúng dường tam bảo những món ăn này, và sau đó các thầy thọ dụng, đem công đức tu tập của các thầy các cô hồi hướng cho người nhà của mình. Đó, thì cái đó là lễ trai tăng. Tại vì chúng ta ít có thấy cái trường hợp này, cho nên chúng ta thấy nó có cái gì nó lạ và nó khác biệt. Chứ thật sự theo truyền thống của Nam Tông đó, Phật tử thỉnh chư tăng về nhà trai tăng suốt à. Nhiều khi á, mỗi nhà thay phiên mọi ngày nữa. Đó, thỉnh chư tăng về nhà, họ làm bữa cơm trưa cúng dường cũng là trai tăng vậy đó. Nhưng mà bởi vì thường á, là mình có một cái vấn đề, một cái sự kiện gì trong gia đình mình thiết lễ, cho nên có cái lễ tắc bạch. Tắc bạch là gì? Là cái lễ mình trình thưa là hôm nay lý do nào mình tổ chức cái lễ này. Còn không nữa, đơn giản ở bên Nam Tông người ta đơn giản là thỉnh chư tăng, người ta thưa hôm nay gia đình chúng con thỉnh chư tăng về cúng dường bữa cơm, nguyện chư tăng hồi hướng công đức, cầu nguyện cho mẹ con, ba con gì đó. Cho nên tất cả cái nguyên do nào chúng ta cũng có thể làm trai tăng được hết, chứ không phải đợi người chết chúng ta mới cúng trai tăng được. Kính xin thầy hoan hỷ giải đáp dùm con. Trước khi con tụng kinh Địa Tạng, con tụng chú Đại Bi có được không? Con xin thành kính cảm ơn thầy. Thưa đại chúng, chú Đại Bi là một bài thần chú biểu tượng cho tâm lượng Đại Bi rộng lớn. Cho nên chúng ta có thể sử dụng bài thần chú này trong bất cứ thời kinh nào, chứ không riêng kinh Địa Tạng hay là không riêng kinh Di Đà. Bất cứ thời kinh nào chúng ta tụng cũng tốt hết. Nếu nói ở cái năng lực do chúng ta chí thành trì tụng, và cái tâm chí thành đó nó có thể tạo ra cái năng lực tha lực của Phật Bồ Tát. Còn ở cái chỗ thực tập là khi chúng ta thâm nhập được, cái ý nghĩa là nhắc nhở chúng ta thâm nhập vào cái tâm đại bi rộng lớn của chư Phật. Mà khi chúng ta thâm nhập được vào cái tâm rộng lớn đó rồi thì không có gì trở ngại mình hết. Cho nên gọi là thiên thủ thiên nhãn, vô ngại đại bi tâm đà ra ni. Tâm đà ra ni nghĩa là cái tâm mà nó dung nhiếp cả hai thứ nghĩa và lý. Nó vậy đó. Cho nên mình tụng kinh Địa Tạng, bất cứ kinh gì đều có thể tụng chú Đại Bi được. Kính thưa thầy, cho con hỏi tại sao trong kinh Địa Tạng không có chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni lên trời Đao Lợi nghe giảng? Trong lúc ấy, trong khi lúc ấy có rất nhiều thánh tăng và thánh ni, sau khi biết Phật lên trời Đao Lợi vẫn có thể đến, có thể đến để sao để nghe, vậy sao không một ai đi? Quý vị hiểu câu hỏi không? Không hiểu. Bởi vì trong kinh Địa Tạng á, cái kinh Địa Tạng là một cái bộ kinh thuộc hệ Đại Thừa.
Và cái kinh này diễn tả là Đức Phật lên cõi trời thuyết pháp, lên cõi trời thuyết pháp cho chư thiên, và đặc biệt là vì mẹ của Ngài là Thánh Mẫu Maya. Bởi vì theo lịch sử, mẹ của Ngài sinh Ngài ra được 7 ngày thì bà mất. Khi Ngài lớn lên, Ngài nghĩ đến cái công ơn cho cha của mẹ, và khi thành được đạo quả thì một trong những cái tâm lành của Ngài đó là Ngài trả hiếu cho mẹ bằng cách lên trời Đao Lợi. Bởi vì mẹ Ngài chết được sanh về cõi trời Đao Lợi, và đến Ngài đến đó để thuyết pháp cho mẹ mình nghe. Đó là dựa theo cái tinh thần của kinh Địa Tạng nói. Nhưng ở đây, ở cái mặt đạo lý thì đã nói là kinh thuyết pháp cho cõi trời, thì tất cả chúng chư thiên cõi trời để tập hợp mà nghe. Cái thứ hai nữa đó là Địa Tạng là chỉ cho tâm, Địa Tạng là chỉ cho tâm, mà tâm hướng cõi thượng thì mới được về cõi thượng. Cái ý nghĩa nó vậy. Chứ còn mình đứng trên lịch sử thì kinh Địa Tạng là một cái kinh như vậy. Còn đứng trên cái đạo lý thì kinh Địa Tạng là kinh chỉ về cái tâm, hướng dẫn cái tâm mình cho lành thiện, để chúng ta khi chúng ta chuyển được tâm, nghĩa là chúng ta tu theo kinh Địa Tạng đó. Quý vị nào muốn hiểu cái nghĩa lý kinh Địa Tạng, quý vị nên tìm cái bộ đó quý vị nghe. Pháp Hòa cũng đã giải thích cái bộ kinh Địa Tạng đó với cái đề tài là về với nguồn tâm, về với nguồn tâm, và giải thích những cái chi tiết ở trong cái bộ kinh đó. Còn ở đây thì rất là dài, chúng ta không thể nói hết, chỉ giải thích một cái điều đơn giản là kinh đó dành đặc biệt thuyết cho chư thiên, để cho chư vị ở cõi trời nghe. Kính bạch Thầy, Địa Tạng là hoằng nguyện độ sanh, nhưng sao con thấy hình bình thường ít khi tụng, mà thường tụng trong đám tang cho người chết nhiều hơn? Thưa đại chúng, tại vì vị Phật tử này thấy vậy thôi, chứ không phải kinh Địa Tạng dành riêng cho tụng người chết. Bởi vì bộ kinh này là hướng dẫn cho tất cả chúng ta biết đưa tâm mình trở về cái chỗ lành thiện, cho nên tất cả đều tu tập được hết. Nhưng mà chúng sanh chúng ta bình thường biểu tu thì khó, mà gặp hữu sự thì chúng ta lợi dụng lúc đó biểu tu cũng dễ. Ví dụ như bình thường biểu tụng Địa Tạng dễ gì tụng, nhưng mà giờ vì cha mẹ mất, mình nghĩ đến cái sự gọi là cầu siêu báo hiếu đó, chịu khó ngồi tụng bộ Địa Tạng. Như vậy nhờ tụng bộ Địa Tạng cho nên từ đó biết phát tâm lánh ác làm lành, tu nhân tích đức theo cái nhân quả sống thì cũng tốt thôi. Tụng lúc nào cũng là lúc tụng. Chắc có lẽ là vị Phật tử thường thấy trong trường hợp đó, chứ thật sự ra trong kinh thì theo tinh thần kinh thì có thể tụng lúc đầy tháng thôi nôi, lúc con mình có mang đều tụng được hết. Nhưng mà thường theo cái thông thường quý vị thấy đó, người ta có hữu sự người ta mới về chùa nhờ chùa lo một cái việc gì đó, mà đặc biệt là vấn đề tang chế. Thì chùa lo tang chế thì quý thầy phương tiện lấy bộ kinh đó ra tụng, nhờ tụng vậy cái mình phát tâm hướng thượng. Xưa nay tâm mình đâu có biết hướng đâu, đâu hướng đây đâu, hướng bằng hướng dưới này nè. Cho nên nhờ tụng kinh Địa Tạng cho nên tâm mình hướng thượng. Cho nên Phật rằng Địa Tạng đến thiên đường. Cho nên tâm mà biết hướng thượng, nghĩa là tâm là Địa Tạng về với cõi trời đó. Cái ý nghĩa nó vậy. Bạch Thầy, khi mình chết đi thì có kiếp sau không ạ? À? Em chưa chết em không biết đâu. Mình nói là mình nói vậy cho vui thôi. Nhưng mà như thế này, mình tin có hôm qua, có hôm nay, có ngày mai, thì có quá khứ, có hiện tại, có vị lai.
mình không tin kiếp sau cũng không sao hết. Quý vị không tin kiếp trước cũng chẳng có sao hết. Bởi vì tin có kiếp trước kiếp sau hay không, không ảnh hưởng đến giáo lý của Đạo Phật. Giáo lý của Đạo Phật chính gốc là hướng dẫn cho chúng ta ngay trong đời này gieo cái nhân giải thoát hết khổ. Cái đó là cái chính. Nhưng mà nên nhớ rằng ở đời có những cái chúng ta không thấy thì không có nghĩa là nó không có. Phía sau lưng mình là mình đã không thấy rồi, khuất một cái vách là mình đã không thấy rồi, huống chi là những cái mà nó xa xôi. Những cái không thấy chưa chắc đã là không có. Nhưng mà mình không tin cũng không sao hết, tại vì nó không ảnh hưởng gì tới Đạo Phật hết. Đức Phật là người có trí tuệ, thấy có những cái mà Phật thấy, Phật nói anh tin thì anh làm. Thí dụ anh tin có kiếp sau thì kiếp này anh ráng anh gieo. Ví dụ như là mình tin rằng có năm, có 3 năm tới không, thì nhờ có 3 năm tới cho nên năm này mình gieo nè. Có cái gì mà chúng ta làm mà không có một cái sự plan, không có một cái sự sắp xếp trước. Cái ngôi chùa này đâu phải xây một lúc mà nó thành đâu, xây nhiều giai đoạn nó mới thành. Mà nếu mình không có thực hiện ngay cái chương trình bây giờ thì làm sao sau này nó có. Đã nhiêu đó thôi thì quý vị thấy rằng có kiếp trước kiếp sau không? À, cho nên á, mình tin cũng được. Nếu mình tin thì mình sẽ cố gắng mình tạo cái nhân thiện đời này để kiếp sau mình hưởng. Mình không tin mình cứ xả vàng đi, rồi thì khi mà cái quả nó đến thì cũng là bình thường thôi. Cho nên mình có tin không tin, Phật không có gì trở ngại hết. Đạo Phật không có gì trở ngại hết. Đức Phật là người có trí tuệ, có thấy xa, Đức Phật nói thôi. Còn cái chuyện mình tin thì mình làm, không tin mình vẫn cứ làm theo cái kiểu nghĩ của mình, thì cái khổ đau mình tự chịu. Mình làm được cái điều thiện đó thì hạnh phúc mình hưởng. Mà cái chính gốc của Đức Phật là dạy cho chúng ta tu giải thoát được những cái khổ đau hiện đời, chứ không phải chủ đích của Đạo Phật là nói kiếp trước kiếp sau. Không phải chủ đích của Đạo Phật là nói cõi này cõi kia. À, chủ đích Đạo Phật không phải nói cái đó, nhưng mà Đức Phật có nói cái đó. À, còn chúng ta có tin hay không thì tùy theo ý của mình. Nhưng mà mình đem những cái ví dụ, nếu mình không trồng cái hạt cam, bây giờ mình nhìn cái cam, hỏi cái cam này làm sao mà có được. Ồ, tôi trồng 5 năm trước, vậy là có trước rồi, cho nên bây giờ nó có trái nè. Rồi xong mình ăn xong mình nói trời ơi, trái cam này ngọt quá, chị cho tôi giống được không, tôi về tôi gieo. Vậy là mình tin tương lai nó sẽ có cây cam rồi. Vậy thì tại sao mình xin hạt để trồng để tương lai có trái ăn mà mình không tin kiếp sau, làm sao? Ba năm trước em có qua đây rồi, bởi giờ em mới tới nữa nè. Rồi giờ em tới đây rồi, ba năm sợ em tới nữa làm sao? Nếu quý vị không tin có sao thì em đi luôn, em không trở lại làm sao? Thưa Thầy, mong Thầy cho con lời khuyên. Khi con đi chùa, nếu mình và cô Phật tử trong bếp không thuận duyên hay xích mích, khiến cửa thoát rồi đó. Này là làm khó em á. Mình và cô Phật tử trong bếp không thuận duyên hay xích mích, nếu điều đó làm mình bỏ chùa là không nên phải không ạ? Nếu mà đã hỏi mà trả lời luôn rồi. Quý vị có nghe cái bài giảng của Pháp Hòa nói là đừng tự đẩy lui mình chưa? Nếu chưa thì về mở cái đó nghe thì nó trả lời câu này. Khi mình đi chùa có phải vì cô này không? Vậy thì tại sao bây giờ mình nghỉ tu bỏ chùa vì cô này? Vô lý. Cái thứ hai, đừng thấy cái dở của người khác mà tự đẩy luôn mình. Thôi bảo ví dụ,
Mình hay nói câu này lắm. Chị biết không, mỗi lần tôi gặp nó tôi chào, nó đâu thèm chào tôi, bởi tôi ghét tôi đâu chào. Có không? Quen quen. Hỏi sao vậy? Nó bất thường muốn chết à. Mà mình tưởng mình thường lắm. Nếu mà người ta bất thường, người ta không chào mình, mỗi khi mình chào người ta mà mình gặp người ta mình vẫn cứ thường chào thì mình mới không bất thường. Còn người ta không chào mình, mình không chào lại thì mình bất thường theo họ. Hiểu ý không? Rồi cái thứ hai, trời ơi cái bà đó phải đi chùa, phải giữ muốn chết, bữa tôi đâu thèm đi chùa. Ủa? Như vậy là mình đần quá, mình giữ giống bà sao? Bà đi chùa mà bà giữ muốn chết, mà mình vẫn đi chùa mình không giữ muốn chết, mà mình hiền muốn chết. Đó mới hay chứ. Còn nếu mà cái bà đi chùa bà giữ muốn chết, bởi tôi ghét tôi đâu thèm đi. Như vậy là cái bà đi chùa bà giữ, cái mình giữ theo bà, mình không đi theo bà sao? Như vậy thấy cái dở của người khác mà tự nuôi sụt mình, cái đó là cái không được. Vậy mình tu mình phải có tuệ giác. Tu chặt nó mất cái chữ u thành chữ tệ giác. Có một ông thầy cũng vô tu. Vô tu cái ông cứ hỏi Phật hoài mấy câu hỏi, Phật không có trả lời. Tại vì Phật biết cái ông này ông chưa có khả năng tiếp nhận cái này, mà Phật trả lời nó vô ích lắm. Tại vì ông thiết thực liên hệ cái chữ tu. Thì bữa đó ông lên bạch Đức Thế Tôn, đây là lần cuối cùng con hỏi Ngài mà Ngài không trả lời, con xin nghỉ tu ra đây. Thì Đức Phật nói khi ông đến đây tu, ông có đặt điều kiện với tôi không? Nó dạ không. Vậy thì hôm nay ông đừng đặt điều kiện với tôi. Bởi vì á, chúng ta phát tâm tu, nó có 8 cái thứ tâm để tu. Bây giờ trong 8 cái tâm này nè, mình phải lọc lại coi mình giữ 4 bộ 4. Một là tâm tà, tâm chánh, tâm thiên, tâm viên, tâm tiểu, tâm đại, tâm chơn, tâm ngụy. Phật Hoằng nói nha, tà, chánh, chơn, ngụy, đại, tiểu, thiên, viên. Tà là lợt, chánh là ngay. Bây giờ mình tu mình phải bỏ tâm tà lấy tâm chánh. Rồi, hai cái, tà, chánh, bỏ tà lấy chánh. Chân là thật, ngụy là giả. Cho nên chữ ngụy quân tử đó, chữ ngụy là giả, chân là thật, ngụy là giả. Như vậy nếu mình đi chùa từ cái tâm chân, chứ đâu phải tâm giả. Mà tại sao bây giờ không gặp người đúng ý mình mà mình lại đuối? Mà cái thứ hai nữa, không lẽ cả chùa xích mích với mình hết sao? Vì một cô mình xích mích thì mình yếu quá, phải không? Thành thử ra tà, chánh, chơn, ngụy, đại, tiểu. Đại là lớn, tiểu là nhỏ. Mà có tâm đại thì mình phóng được hết, ôm mắt được hết. Còn có tâm tiểu thì mình nhỏ, mình lùi. Rồi, thiên với viên. Thiên là gì? Thiên là tròn đủ. À xin lỗi, thiên là lệch, viên là tròn đủ. Nếu mà tâm mình thiên lệch là mình lùi sụp. Tại vì mình có thiên lệch vì một ai đó. Còn viên là mình viên mãn, ngoài chị ra là người mà làm tôi phiền não, còn rất nhiều người thương tôi. Thì mà đa số con người bị nó khổ một cái, một người làm mình khổ là mình nghĩ tôi. Cho nên một con ngựa đau cả tàu nhậu chết bỏ. Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ. Cho nên á, mình đừng có vì những cái đó mà mình lui sụp nó uổng đi. Cho nên thường thường ta kêu là thối luôn. Chữ thối là xê qua chút. Xê qua chút giống như cái gì nặng quá đó, mình khiêng lần không được, cái mình dít nó một chút. Mình dít nó một chút, mình tu kiểu vậy đó. Mình di dịch phía cho từ từ mình lui sụp. Con có một thắc mắc, ở cõi đời này, người đời có thể kết nối với âm dương hay không? Cái này là em không biết thiệt ạ. Nếu mà âm,
nếu mà em mà kết nối được những người âm là em tỉnh tỉnh. Rồi quý vị mà gặp có quà đó cho thứ thầy nè, ông không bình thường đâu. Thưa đại chúng á, cái chữ kết nối là vậy nè. Thí dụ như mình thắp một cây hương, mình khấn ông bà, cây hương đó là sự kết nối, nó giúp cho mình có một cái phương tiện để mình cảm nhận là mình đang gửi cái tâm mình với tổ tiên ông bà. Ở cái trường hợp nối kết là mình thấy ông bà trong mình, và mình đang sống đại diện cho ông bà mình sống. Cái đó là kết nối chứ không phải ở ngáp kiểu mà lâu lâu rồi cái nói ta đây ở đâu lên đó. Thì cái đó không phải, cái đó không phải chủ trương của đạo Phật. Mà ngay cả khi mình thắp cái hương mà cúng ông bà nó cũng chẳng phải của đạo Phật. Cái chuyện thắp cái hương cúng cho ông bà đó là nguồn gốc của dân tộc Việt Nam, không cần biết lãnh đạo gì. Vì không có người nào ở cõi đời này mà không cha không mẹ, cho nên sự cúng tế cho ông bà cha mẹ đó là truyền thống của dân tộc Việt Nam. Nhưng mà đạo Phật đi đến quốc độ nào, quốc gia nào là đạo Phật có thể thích ứng được, hội nhập được với cái hoàn cảnh văn hóa truyền thống của đất nước đó. Vậy thì đạo Phật du nhập vào Việt Nam, đạo Phật thấy cái văn hóa cúng kiến tổ tiên đẹp hay đạo Phật tiếp nhận và làm cho cái ý nghĩa cúng tổ tiên nó giàu đẹp hơn lên, chứ không có bị mai một và không thiếu cái ý nghĩa. Cho nên chúng ta là người đến xứ Úc này, chúng ta tiếp nhận được những văn hóa của Úc và chúng ta có thể phối hợp được với cái văn hóa của Việt Nam, làm cho hai cái văn hóa thành đẹp. Ví dụ như ở Việt Nam mình không có quen đụng ai cái excuse me, nhưng mà qua tới đây rồi mình hội nhập được cái văn hóa nó hay mà. Mình lỡ mình đụng người ta thì mình xin lỗi, sorry là đúng thôi. Mình muốn đi, mình người ta cản đường mình thì mình xin phép cho tôi đi qua là điều đúng thôi, phải không? Hoặc là mình có cái thói quen là hay chen và lấn, vừa chen mà vừa lấn. Nhưng mà người ngoại quốc của người ta là gì? Xót hàng đó. Mình đến đây mình hội nhập được cái xếp hàng thì tự nhiên cũng là người Việt Nam, mà người Việt Nam trật tự xếp hàng chứ không phải là chen lấn. Vì cái thói quen của mình là đường đời chật chội nhiều chen lấn, nẻo đạo hơn than hiếm kẻ tiền. Cho nên cái tiếp nối của mình với tổ tiên lại, mình thắp một cái hương, thí dụ mình thắp cái nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phượng phất khắp mười phương, cúng dường ngôi tam bảo. Tiếp nối giữa mình với Phật, bắt đầu phát nguyện nè: nguyện trọn đời sống đạo, theo tự tánh làm lành. Cái câu đó mà là cái chỗ mà chúng ta muốn nói, nhưng mà mượn cái hình ảnh chen hương để tiếp nối chư Phật. Vậy thì cái tiếp nối đó là một phương tiện để hướng tâm mình, chứ không phải là một sự mê tín, cũng không phải là mình ở các kiểu âm dương. Quý vị hiểu được chỗ đó thì mình không có gì trở ngại. Bây giờ lỡ không có cây nhang nào hết thì chỗ đó ta không cho thắp nhang thì mình làm sao? Chí thành tâm hương một nén, đài sen con nguyện hồ đầu. Hương nó cũng có hai thứ: hương vật chất, hương tâm. Trên mình mới có cái bài đó: hương này không phải trời xanh, không phải đất mọc, trước khi thiên địa chưa xanh, nguồn pháp đã tạo trùm pháp giới. Không phải lửa, không phải khói, không phải gỗ, không phải trầm, mà nó là hương giới, hương định, hương tuệ. Nó là hương giới, hương định, hương tuệ. Thử nhất biện hương bất tùng thiên gián, phi thuộc địa sanh, lưỡng nghi vị phán chi tiên. Phi mộc, phi hỏa, phi yên. Phi mộc là không phải gỗ, phi hỏa là không phải lửa, phi yên là không phải khói,
phi mộc, phi hỏa, phi yên, thâu lai tại nhiếp vi trần, tán khứ phổ châu xa nhớ. Thâu nó lại, nó nằm ở trong một hạt bụi, tỏa nó ra trùm khắp pháp giới này. Thế thì hương đó là hương gì? Hương giới, hương định, hương tuệ. Cho nên mình thắp ba cái nhang. Được chưa? Xin Thầy giúp con về vấn đề tu tập. Mỗi khi con cố gắng giữ chánh niệm vào ban ngày thì ban đêm con lại ngủ không yên vì vọng tưởng nổi lên chập chùng. Con không biết tại sao. Xin Thầy giúp con giữ chánh niệm. Giữ chánh niệm mà không buông niệm thì tối nó chập chùng chứ có gì hết. Giống như con nó dẫn cháu tới gửi, gửi giữ nó nguyên ngày rồi, tối nó dẫn về thì để cho nó dẫn về đi. Nó không, để cho tao. Thì ban đêm con nít nó ngủ không yên, nó quậy mình muốn được. Ví dụ vậy đó. Bây giờ đối với những vị nào chưa làm chánh niệm nè, chánh niệm là gì? Tất cả chúng ta trong đời sống hàng ngày đều có niệm. Niệm là gì? Là sự nhớ nghĩ. Nhưng mà đa phần chúng ta là tạp niệm và loạn niệm. Đang làm cái này nghĩ khác, đang làm cái khác nghĩ kia, tạp loạn. Có đúng không? À, thôi tôi mặc áo lên tụng kinh nha. Cái bắt đầu dọn hết mấy khác cất, cái bắt đầu mặc áo lên tụng kinh. Mẹ vừa quỳ xuống tụng kinh cái, con ơi con mở cửa con. Rồi điện thoại nó reo, 77 bắt phone con. Mình tụng kinh mà mình không chí thành, cho nên mình cũng có niệm là mình nhớ, nhưng mà hàng ngày mình sao? Tạp niệm. Bây giờ Phật, tu theo Phật đó là Phật dạy mình đó, nhớ nghĩ cái nào một thứ thôi. Ăn cơm biết mình ăn cơm, làm bếp biết làm bếp, đừng có nghĩ, lái xe biết lái xe. Cho nên có bạn kể lái xe, trước khi cho máy nổ, tôi biết tôi đi đâu. Xe với tôi là một, xe mau tôi cũng mau. Rồi leo lên xe ngồi rồi mình biết mình phải cài cái dây an toàn, à, mình phải xích beo. Một phần ba tai nạn xảy ra tại gần nhà, biết vậy tôi cẩn thận dù không đi đâu xa. Tại mình có tâm nghĩ lại, bây giờ mình đi đâu mình chánh niệm. Nhưng mà tại vì mình không có kỹ thuật giữ chánh niệm. Chánh niệm là cầm ly nước lên uống, biết đây là ly nước trà, uống tận hưởng ly nước trà, hay là ly nước lạnh, nhưng mà không so sánh. Trời, trà này lạc hơn trà hồi sáng. Đó là một. Cái thứ hai là trà này không ngon bằng trà tuần rồi. Chứ uống một ly trà, nhưng mà mặc dù nó có chánh niệm, nhưng mà tới biết nước trà cái bắt đầu niệm nó hết rồi, bắt đầu phân biệt tiếp tục. Cho nên ở đây là mình bị cố mình giữ, mình cố mình tập một cái gì đó, cho nên tối về sao nó bị phản tác dụng. Còn mình giữ chánh niệm nhẹ nhàng thôi, mình giữ chánh niệm nhẹ nhàng thôi, việc gì nó đến mình cứ tiếp xử bình thường. Tới giờ ăn cơm mình ăn cơm, không có khởi bất cứ một cái gì, cố gắng mình làm, mình giữ đó. Chữ giữ là mình duy trì nó, nhưng mà duy trì trong nhẹ nhàng, chứ không phải là một cái sự bám víu. Có nhiều khi mình cố gắng quá, mình máy móc quá. Ví dụ như mình đi kinh hành đó, quý vị mà ta đi kinh hành ta niệm đơn giản: Nam Mô A Di Đà Phật. Ta bước cái chân ta thảnh thơi đó. Còn mình á, Nam Mô A Di Đà Phật. Chứ phải mà hễ mà lỡ mà Phật mà chúng chắc là tập chạy lên cho Phật, cái chân Phật lên trên nha. Có không? Có nhiều khi đang mà lỡ chúng Phật cái chân trái chạy 20 bước lên để cho Phật đúng chân phải mới đúng. Thành thử cái đó là lật đật, chứ không phải là kinh thành. Nguyên tắc kinh thành là chữ A là đà, chữ Nam Mô A là chân trái, Di Đà Phật là chân phải. Cái đó cũng là một công thức tạm,
để giúp cho mình khi mình đi thiền hành niệm Phật đừng có tạp niệm. Cho nên quy định một cái căn bản là chân trái là chữ A, chân phải là chữ Phật, là cái căn bản để cho mình chánh niệm thôi, chứ không phải là phải chữ Phật ở chân phải. Lỡ mình đạp lên mình lên chân Phật ngay chân trái cũng cứ nhẹ nhàng đi, mà Pháp Hòa để mà thấy Phật chẳng chết chặt thành nữ ra đó. Quý vị thấy là cái chánh niệm là bị giữ đâu, cái tối về cái mớ khổ vậy đó. Cho nên mình tu rất là máy móc, mình tu rất là máy móc, ăn chay cũng cứ bình thường thôi. Cái nồi nào mà rửa sạch nấu chay là nó chay, không cần phải sắm cái thớ riêng, cái đũa riêng, cái chén riêng. Rồi cái bữa nào cái mình cũng sợ hoảng hốt, chờ mình cất đó biết nó có lấy lộn nó ăn đâu ta. Rồi đó mình cứ nhớ vậy, đi đâu gọi về nhớ cất cái đó trong tủ cho mẹ nghe con, đừng để mấy đứa nhỏ nó ăn tầm mày nó tội nghe con. Trời ơi, Phật nào mà vỡn đâu mà đi kiếm Phật nào mà vỡn đâu mà đi bắt tội mấy đứa nhỏ ăn lộn chén. Mình có cái, mình có một cái tập khí là chén thì sợ lộn, đũa sợ nhầm, thớt sợ nhầm, mà răng thì không bộ. Nếu mình sắm hai cái chén, chén định đồ mặn, chén đồ đồ chai, sao sắm hai bộ răng? Bộ răng bữa nào nhai rau, bữa nào nhai mình chảo. Tôi máy móc như vậy, cho nên là tối nó phản ngược lại nhé nha. Cho nên ví dụ như những cái người nào mà họ chọc mình giận á, cũng đừng bình thường, tôi ghét cái bà đó, bà chuyên luôn mà, chứ là tối thế nào gặp bà. Mà quý vị cứ nhớ là tiểu mộng mà gặp như vậy đó nha, là trên lộ trình sanh tử sẽ gặp nữa, quan gia trái chủ nó gặp nữa. Cho nên thế nào gọi là xả? Trong bốn tâm từ bi hỷ xả. Xả nghĩa là gì? Xả nghĩa là khi cái vừa cái đó nó vừa đến, đừng chấp nó, buông nó ra là xả. Chứ không phải đợi ô một cục rồi vô chùa nó thầy ơ giúp cho con xả. Thầy ông nó ở đây phua rồi, lúc đó mình chết được. Xả là ngay lúc đó mình xả. Cho nên cái chữ xả là gì? Đừng dính mắt nó, đừng chắc nó là xả. Quý vị hiểu được chữ xả đó là quý vị tu được. Cái gì gọi là si? Không thấy lẽ thật là si. Còn đứa mà nó nằm quằn quại nó kêu si nè. Cái này là nó quằn quại của cái khổ lụy của si rồi. Chứ còn mà nó vừa đến, không phải đối tượng, nó buông ra liền là nó hết si. Cho nên nó gặp, nó mình hẹn cho nó gặp. Con hẹn nó đi con, nhỏ nó bắt thấy được lắm con. Còn nó hẹn vô thấy không hạp nhãn, hạp nhĩ, hạp tỷ, hạp khẩu đó, nó cúp điện thoại luôn, nó hết xì. Mà cái đứa nào mà nó thoáng qua cái nó dính mắt cho nó xì, thử cái tầm nó ôm cái hình ảnh đó, nó có hoàn hoại cái hình ảnh đó. Đó, cái đó là cái quả của si dữ rồi đó. Chứ còn ngay khi mà mình thấy được lại Phật, ngay khi mình xả là xả. Cho nên á, khi mình tu tập á, quý vị mình niệm Phật này, Nam Mô Di Đà Phật bấm hộp, Nam Mô Di Đà Phật bấm hộp. Lỡ mà cái trái bầu á, cái đầu có sâu chuỗi á, cái tay mình có lần qua cũng chẳng sao. Ôi chết, trời trời ơi, vô Phật. Không có cuốn kinh nào mà nói vụ này hết à. Đâu có cuốn kinh nào mà nói niệm Phật niệm tới cái đầu chuỗi phải quay lại, không có được vượt. Trời ơi, vượt người sâu rồi mới nhớ trực lại ta, luôn. Đi như lái xe mà luôn kiểu đó bụng chết. Không có cái chuyện đó. Cho nên mình niệm chuỗi, mình ăn chay, mình chứng hành, rồi mình tụng kinh của bạn. Mình thắp cây hương tụng kinh. Ở trong chùa thì nó khác. Ví dụ như trong chùa tụng kinh hết thời kinh còn tụng,
nhang hết thì có thể một cái vị hầm, một cái vị mà phụ trách hương đăng, người ta đi thêm một cái nhang để cho nó có cái mùi trầm trong chánh điện, nó làm dịu dàng trong chánh điện đại chúng tu tập, vì chúng ta có người lo cái việc đó. Còn mình ở nhà có mình à, hai tay chuông mở thì cái ngó lên hết nhà buồn xin hết cái nhà ngồi xin chứ cái ai gõ cửa mọi người ối chuyện hết hết ngồi chơi em bận tụng kinh sao vậy. Không có cần máy móc như vậy đâu. Ở nhà mà có một mình mà có ai tụng với mình đâu mà sợ trật nhịp mà phải thỉnh cái mỏ. Một cái mỏ nghe muốn chết rồi. Còn thêm tiếng mỏ nó nữa chịu gì nổi. Thành nghĩ ra cứ nhẹ nhàng trong việc tu hành. Đó, quý vị thấy chánh niệm không? Chánh niệm là mình phải biết mình ở đâu để mình khỏi có bị nó phản ứng. Mình đi hộ niệm cho người ta sắp chết trong bệnh viện mà biết bao nhiêu người nằm bệnh trong đó mà đâu phải người nào sắp đi đâu. Nam mô A Di Đà Phật, niệm Phật, đừng khóc, đừng tụng Nam mô A Di Đà Phật. Ông muốn trợ cho mấy người xung quanh tôi sắp chết. Mình mới biết đối tượng của mình đang ở đâu. Mình niệm Phật cho người sắp mất ở trong bệnh viện mà chỉ vì cái gia đình đó mình tới thôi, thì mình niệm trong cái thầm lặng sao vừa chừng, còn những người xung quanh nữa. Bây giờ ví dụ bây giờ người đó sắp chết hay là ta đang nghe hấp hối lúc 1 giờ khuya, lẽ mình vô bon bon khóc mình làm muốn trời lên hết, vậy kêu niệm Phật quán sao sao. Thành thử mình rất là nhẹ nhàng trong cái không có bị trở ngại. Pháp Hòa nói vậy là chúng hiểu được cái ý tu tập ha. Mệt chưa? Chưa. Tôi thấy tối không thầy ơi. Ô bên ai tôi đi. Chịp vui quá. I afternoon vui. Con thường nghe pháp của thầy, con cảm thấy rất có nhiều thay đổi, nhưng có nhiều lúc con cũng còn có phiền não, nó làm cho con bất an, xin thầy dạy con thêm. Thôi thì cảm ơn tất cả những cái gì mình đã an, và cũng cảm ơn tất cả những gì mình còn phiền não, tại nhờ như vậy thầy mới còn việc thầy làm. Nếu mà mình rốt ráo hết trơn lên đây mình thấy ổng sao? Thưa đại chúng, ngày nào chúng ta còn ở đời này, còn sống với người, với việc, thì ngày đó còn phiền não. Cái quan trọng là chúng ta biết mình có phiền não, chứ chúng ta không mong hết phiền não. Bởi vì sao? Bởi vì phiền não là một phần của đời sống. Nói phiền não là gì? Tức là những gì mình không đồng ý thôi, chứ có gì đâu. Chứ có cái gì phiền não đâu. Bản chất sự việc không hề có chứa phiền não trong đó. Nhưng mà tại vì chúng ta không bằng lòng với cái đó, thì tự cái đó nó thành phiền não của mình, chứ còn hoàn toàn sự việc trên đời này không có gì phiền não. Ví dụ như á, mình ở gần nhà chùa, đối với người Phật tử á, chùa mà buổi sáng mà vọng chuông lên, trời mình nghe mình thanh thoát, mình nằm ở nhà mình nghe chuông mình yên tĩnh. Còn cái người mà họ thích á, họ nói sao, trời ơi trời, sáng nào ở bên chùa Phụng Hồng chuông dưa hấu bảo kệ dưa leo. Thế mình tiếng chuông bản chất nó không hề có chứa phiền não, nhưng mà mình không thích thì tiếng chuông nó thành phiền não. Cho nên tất cả sự việc trong cuộc đời này bản chất nó không hề chứa một gì phiền não khổ đau cả, nhưng mà tại mình không bằng lòng với nó thì đó là phiền não.
Thí dụ mình sống độc thân một mình, nào giờ mình không có biết có cái gì cả, người nào hết trơn, mình thoải mái vô cùng. Tự nhiên có một ngày nào đó mình gặp cái người đó, mình thương cái người đó, mình không có thấy người đó, mình xuống sang, mình khó chịu, thì cái người đó giờ phiền não của mình nữa, phải không? Có khi đi nửa cuộc đời cũng không tìm được một người mình yêu. Có khi chỉ nửa buổi chiều mình gặp người đó mình yêu hết giờ. Cho nên phiền não không phải chỉ là ai chọc ghẹo mình giận. Cái gì mà nó làm cho tâm mình không còn trạng thái bình thường nữa là phiền não. Như Pháp Hòa ví dụ vậy đó. Ví dụ như bây giờ cái loa đặt ở đây, mà cái người gần ở đây đó, thì họ cái tiếng nó vang vang, nó lớn khó chịu, cho nên họ phiền não. Nhưng mà cái người tuốt sao nghe không rõ thì cái loa gì mở nhỏ xíu, thành ra cũng cái lo đó mà hai góc phiền não. Còn ở giữa thì sao? An quan hỷ tại ở khoảng giữa. Như vậy bản chất cái lo nó có phiền não gì không? Nhưng mà tại cái góc cạnh chúng ta ngồi. Rồi bây giờ thí dụ về cái người mà lãng tai đi, họ ngồi ngay đây họ có phiền não không? À, tại quá gõ gà. Vậy thì quý vị thấy sự việc trên đời này không mang tính chất phiền não, chỉ tại chúng ta không bằng lòng thì chúng ta não phiền, phải không? Cho nên phiền não là cho mình. Thưa Thầy, con nghĩ trong đời con không làm chuyện xấu xa, nhưng tại sao con bị bệnh nặng? Em cũng không, cũng chưa làm việc xấu, em cũng bệnh tơ bệnh. Không thì không dám mà chưa. Thưa đại chúng, bệnh nó có hai loại, ba loại: thân bệnh, tâm bệnh, nghiệp bệnh. Thân bệnh là điều không thể tránh, có thân nên khổ vì thân, đó là chuyện bình thường. Không có một người nào mà có một cái gì mà không khổ với cái đó. Nghiệm đi rồi biết. Có chồng khổ theo chồng, có con khổ con, có cháu khổ cháu, có nhà khổ nhà, có sắc khổ theo sắc. Đẹp cũng khổ theo cái đẹp chứ bộ. Xấu cũng khổ theo xấu, lùn cũng khổ theo lùn. Không có cái gì mà chúng ta có mà không khổ. Trời ơi, người nào có tiền có biết liền nha, biết đâu vĩnh. Người nào có tiền dùng đồng lá đi. Cho nên nhiều khi chắc có Facebook khổ theo Facebook, đi đâu cũng chụp hình sáng trời. Ê, qua bên. Ý mình muốn nói với em trộm mắt ai em mất hôn. Như vậy thì mình bỏ mình lên Facebook mình khoe, nhưng mà đồng thời mình cũng mời trộm. Cái tâm bệnh á là cái tâm lý bệnh. Cái thân bệnh là không thể tránh nha. Còn cái tâm bệnh là vì sao mình tâm bệnh? Vì tâm mình chưa phát cái rộng để chúng ta tiếp nhận mọi thứ. Còn nghiệp bệnh là gì? Nghiệp bệnh là do những cái chúng ta sống bằng phiền não. Cho nên đạo hữu không làm vì xấu trong đời này có nghĩa là không làm tội. Nhưng mà lỗi có không? Tội là do chúng ta cố ý làm, còn lỗi là chúng ta vô tình phạm. Có thể chúng ta chưa có tội, nhưng mà lỗi thì khó tránh. Tức là mình nói theo nhân quả hậu phương. Còn nếu mà nói trong cuộc đời này ai cũng bệnh hết, tuổi nó lớn chừng nào, bệnh nó cao chừng nấy,
rồi cuối cùng ai cũng mang ba thứ bệnh, phải không? Ba cao một thấp, cao máu, cao đường, cao mỡ và thấp hơn. Rồi mai mốt đây rồi càng ngày kinh tế càng xuống, thêm một bệnh nữa là thấp lương. Cái thân bệnh nó một phần cũng do đời sống của mình. Cho nên tại sao Phật giáo Đại Thừa khuyên chúng ta ăn chay? Để chúng ta giảm cái nghiệp sát. Ví dụ bây giờ mình ăn chay tháng 10 ngày không nổi, mình ăn tháng ngày, chúng ta giảm được cái gì là nó hạnh phúc đấy không? Không phải chỉ ở cái mặt sát sinh không. Bất cứ cái mặt nào mà chúng ta thấy nó thuộc dạng xấu, negative, mà chúng ta giảm thôi, chúng ta chưa giảm đến hết, giảm là hạnh phúc rồi. Kính Thầy, phóng sanh hay cứu khổ người nghèo như tàn tật già yếu trẻ mồ côi, việc nào tốt hơn? Thưa, trước hết là mình phải định nghĩa chữ phóng sanh. Chữ phóng nghĩa là thả, chữ sanh là sự sống. Phóng sanh nghĩa là chúng ta thả ra cho người khác được một sự sống. Đứng ở mặt bình đẳng, con vật, con người giống nhau. Như vậy thì trong cuộc sống này, ngoài ý nghĩa chúng ta bố thí cho người nghèo, người tàn tật, thì có những chúng sanh thấp kém hơn con người, đó là con vật. Cho nên cái tâm của mình lan rộng ra cho đến loài vật mình cũng thả nó. Cái này gọi là đại từ bi. Còn nếu mình nghĩ rằng á, thả con vật không tốt bằng thả con người, cái đó tức là mình nhìn có cái còn chút phân biệt. Còn đối với Đức Phật thì sao? Tứ sanh chi từ phụ, cha lành của bốn loài, phải không? Bốn loài là gì? Noãn sanh, tức là những loài như chim gà, những loài sinh bằng thai như con người, con chó, con mèo, những loài sinh bằng ẩm nước như trùng, dế, những loài sinh từ cái hóa sinh như mũi mầm, bùm bùm. Như vậy thì trong chúng sinh này có bốn loại sinh: sinh bằng trứng, sinh bằng thai, sinh bằng ẩm thấp, sinh bằng biến hóa từ vật này ra vật khác. Chúng ta lan cái tâm mình ra hết, cái đó gọi là phóng sanh. Nhưng mà không nhất thiết mình phải lựa đủ duyên đâu, mình phóng ta đâu. Ví dụ mình đi chợ, mình gặp một cái rổ cá mà trong khả năng mình mua được, mình thả cá. Rồi chắc thì một lát hoặc là mình định ý ra chợ mua chim phóng sanh. Nhưng bây giờ mình ra mình gặp hai người, ba người tàn tật đang ngồi ăn xin, mình cho họ đều mang tâm phóng sanh. Quý vị hiểu được cái chỗ đó. Hồi nhỏ đó, Phao Hòa thích cúng dừa chắc bị đi khất thực lắm. Sáng ra có tiền không dám ăn, ra chợ ngồi chờ. Chờ có thấy có thực không để mình cúng dừa. Cái bữa đó ngồi chờ xuống từ sáng sớm tới 9 giờ sáng, thấy một sư nào bị khất thực đó, bụng đói rồi. Cái định đi mua đồ ăn, cái dừa đứng dậy móc túi ra lấy tiền, cái tiền bị móc nó. Giờ cúng ông sư cũng được, mà cúng mình cũng được. Trong kinh Bách Vụ có kể câu chuyện, trong kinh Bách Vụ kể một câu chuyện là có cái tên là người hư ăn muối. Thì có cái anh đến tới nhà bạn chơi, xin lỗi gì, vắt sữa bò. Câu chuyện khác, cái anh này anh mỗi ngày anh vắt một lít sữa bò, anh có sữa uống. Anh nói là 3 tháng sau á, nhà mình mới có khách, mới cần số lượng sữa nhiều. Bây giờ mình vắt lắc nhắc thằng chim mắc câu, thôi để yên sữa trong bụng bò, 3 tháng sau mình vắt cho nó được nhiều. Cuối cùng 3 tháng sau ra vắt thì cũng nhiều, không còn miếng sữa, thậm chí cũng còn nhiều đó thôi. Thì câu chuyện đó Đức Phật cũng nhắc chúng ta,
Nếu cái duyên chúng ta bố thí, chúng ta cứ bố thí đi, đừng có chờ. Tại vì đôi khi khi việc nó đến, chúng ta muốn thì không còn cơ hội. Một là mình qua đời vì vô thường, hai là hoàn cảnh khó khăn mà không làm được nữa, ba là có thể không còn người để mình làm việc đó. Cho nên cái gì trong khả năng của mình trước mắt mình cứ làm, mà không cần phải gọi là chờ. Mình định phóng sanh một rổ cá, nhưng đi trên đường gặp người đó khác, cứ cho họ trước. Với cái tâm bình đẳng như vậy thì không có nào hơn cái nào hết, bởi vì tất cả đều luôn xuất từ cái tâm lượng từ bi tuệ. Tôi như vậy thì chúng ta hành thập thiện cho đời tươi sáng, bỏ việc ác để đời quang đãng, đem phúc lành gieo rắc phàm nhân mà chúng ta không cần lựa chọn. Câu hỏi 1. Chữ quán tự tại trong kinh Bát Nhã là ám chỉ quán Thế Âm Bồ Tát, hay chữ quán tự tại là muốn khiến chúng ta nên quán chiếu tham sân năm uẩn là không, thâm sâu năm uẩn là không sẽ vượt khổ ách như kinh đã dạy như vậy? Thưa đại chúng, trên văn tự của chữ quán tự tại Bồ Tát thì rõ ràng đây là một nhân vật. Nhân vật này tên là Quán Tự Tại, và vị này là một vị Bồ Tát. Đó là mình nói về nhân. Nhưng mà trong nhân có pháp, nghĩa là Bồ Tát này dụng cái pháp quán chiếu thâm sâu về năm uẩn, cho nên ngài được cái quả là tự tại vô quán ngại. Trên câu hỏi này, nó quán tự tại là người hay là pháp? Cũng là người mà cũng là pháp. Bởi vì trong người nó thoát lên được cái pháp. Người không có cái pháp, người không thành cái nhân đó, con người đó. Cho nên Bồ Tát Quan Âm được còn có cái tên khác là Quán Tự Tại Bồ Tát. Vì sao gọi là Quán Tự Tại? Bởi vì chữ quán nghĩa là nhìn sâu, tự tại là không còn ràng buộc ngăn cách. Vì ngài quán chiếu sâu thấy năm uẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm cái này không thật có. Pháp Hòa xin nói lại là không thật có, chứ không phải là không có gì. Vì ngài thấy nó không thật có, cho nên trong khi ngài sử dụng nó, và một mai khi nó hết đi, ngài vẫn tự tại vô quán ngại với nó, cho nên gọi là quán tự tại. Thí dụ cái chuông này là một sắc, nhưng bây giờ Pháp Hòa thưa là cái chuông này có không? Có không? Có. Nhưng mà cái chuông này thật có không? Không. Bởi vì nếu mà đưa nó vô một cái lò lửa thì cái dáng chuông này nó sai thay đổi, bất quá nó chỉ trở thành một cục nhôm chì thôi, mà cái tướng nó đổi. Như vậy thì cái tướng chuông này là có, nhưng với cái người nhìn bằng Bát Nhã, bằng trí tuệ thâm sâu, thì sắc này là không thật là sắc, bởi vì nó biến tướng. Thọ là cảm thọ, là vui, là mừng, là giận. Mà cái cảm thọ mừng giận này nó tồn tại mãi mãi không? Không. Nhưng mà nó có không? Có. Nhưng mà nó có mà nó không thật có, cho nên gọi là năm uẩn là không. Mà không này là không thật có, chứ không phải là không có gì. Khi tôi buồn, tôi biết tôi buồn, nhưng buồn này nó không làm khổ tôi, bởi vì tôi biết rằng buồn này sẽ phải không? Khi tôi đang vui, tôi không bám vào cái vui, bởi vì tôi biết cái vui này nó sẽ hết. Tôi đang coi một tuần kéo luôn hay quá, nhưng mà tôi vẫn biết coi tới càng sâu càng hay, cũng có nghĩa là nó đang dần hết, hết phim. Cuộc đời tôi cũng thế. Tôi sống càng ngày càng sống càng sống, tôi biết rằng tôi nói tôi đang sống chứ thiệt sự tôi đang mòn. Tại vì đến một lúc nào đó dầu hết thì lửa phải tắt. Đó là chuyện bình thường. Vẫn có sự sống, mà sự sống này không thật có. Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh gọi là
không. Thì quý vị hiểu rõ Bát Nhã Tâm Kinh, tất cả các pháp là không, sắc cũng không, thọ cũng không, tưởng hành thức cũng không, mà không này không phải là không có gì hết, mà là không thật có. Tiếng Anh dịch là not real, chứ không phải là nothing hay là năm khác. Mà người thấy not real cho nên còn đang đây thì sử dụng, đang rồi thì sống. Sống như vậy gọi là tử, tử tại. Tử tại là tâm mình giải thoát, chứ không phải cái gì nó ràng buộc mình. Cho nên á, một người đệ tử ta hỏi người thầy: xin thầy chỉ cho con phương pháp giải thoát. Người thầy nói: ai trói ông? Ông này nhắm mắt lại: dạ đâu ai trói con. Vậy ông cần chi giải thoát? Đâu có ai trói mà cần giải thoát. Cho nên trong cái cảnh, trong cảnh tự tại mà tự mình sanh ràng buộc mà. Bây giờ quý vị nhìn hư không nè, hư không này có không? Mình chưa là hư không, nhưng mà trong hư không này nó có cái gì không? Nhưng mình thấy không? Không. Như vậy thì trong hư không này có những cái không thấy. Vì cái có này gọi là diệu hữu. Diệu hữu là gì? Là có một cách màu nhiệm chúng ta không thấy. Đem cái radio ra đây, ghi vô, bao nhiêu làn sóng nó bắt mà không thấy có cái gì bắt vô nó hết, chỉ dây điện kéo cái anten nó bắt liền. Vậy thì hiện tại trong hư không này có, mình không thấy, thì cái có này gọi là có màu nhiệm. Nhưng mà thật chất nó vẫn là không, cho nên gọi là chân không. Nhưng mà diệu, diệu hữu. Cái thân này có không? Có. Ăn, nói, đủ kiểu hết. Nhưng mà diệu hữu lắm, diệu hữu lắm. Nhưng mà đến một lúc nào đó, đất nước gió lửa trả về hết, thì mình sao? Mà thưa đại chúng là mình vừa ngưng thở một cái, gió lập tức trở về với gió. Chất ấm nó đi về chất ấm, chỉ còn lại cái gì? Cái xác thôi, cái đất thôi. Còn nước gió lửa nó đi mất tiêu. Trong tứ đại nó thành con người đất nước gió lửa. Mình chết một cái là hơi thở nó ngừng, gió trở về gió, hơi nóng trở về cái nóng, thủy trở về thủy, còn lại cái xác đất này. Rồi giờ làm gì đây? Chôn, thiêu, bỏ xong làm gì đó để mà làm, để mà giải quyết nó. Cho nên đó, Bồ Tát quán tự tại thì ai cũng có thể là Bồ Tát quán tự tại hết, nếu người đó biết quán, biết nhìn sâu để tìm ra cái nguyên lý của tất cả các pháp, thì người này vượt tất cả mọi khổ đau. Mà vượt khổ đau thì gọi là quán tự tại. Ở trong cảnh khổ mà không có gì khổ. Quý vị hiểu được cái chỗ này ha. Mỗi khóa lễ nào chúng ta cũng đều kết thúc bằng kinh Bát Nhã, nhưng tụng mãi vẫn khổ não. Hành thâm. Vậy thay vì tụng nhanh như thói quen, chúng ta đọc chậm lại chậm lại và nghiền ngẫm quán chiếu, làm lâu dần có thể bớt phiền não trong cuộc sống không? Dạ, tụng nhanh hay tụng mau cũng không sao, nếu không có sự quán chiếu thì chậm mau nó cũng giống nhau. Cái quan trọng là chúng ta dụng nó trong đời sống hàng ngày. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng ba pháp. Một là văn tự Bát Nhã, hai là quán chiếu Bát Nhã, ba là thật kính Bát Nhã. Thế nào gọi là văn tự? Mà Bát Nhã ba la mật đa tâm kinh văn tự là Bồ Tát căn thân Bát Nhã ba la mật đa đời chiếu kiến ngũ giây không. Đó là văn tự Bát Nhã, chữ nghĩa tụng vậy gọi là văn tự Bát Nhã, phải không? Rồi bây giờ mình dùng cái văn tự Bát Nhã này nè, mình quán chiếu trong cuộc sống mỗi ngày. Cái gì nó đến cái mình thấy, ồ, cái này là duyên hợp. Dạ có. Đấy, bình hoa này bốn tuần sau nó héo nè, thì không có khổ gì hết á. Thấy sắc là không, tưởng là không, thọ không, hành không. Thấy, biết mà không có bỏ gì hết á. Người ta cho mình ăn, vẫn khen ngon, nhưng mà không có dính mắt. Rồi bữa khác ta nói sao chị, bữa nay mặn chát gì không ngon như bữa hôm. Bữa nay mặn chát thì mình thọ theo cái mặn chát, rồi mình kiếm miếng chanh mình vắt vô cho nó giảm mặn để nó bớt cái mặn chát theo ý mình.
chứ đừng so sánh gì nữa hết. Cái đó gọi là quán chiếu bát nhã. Đến một lúc nào đó tâm mình bình an trước mọi việc, cái gì nó đến biết rõ ràng mà không dính mắc, gọi là thật chứng bát nhã. Rồi bây giờ mình có thể dùng cái này qua cuộc sống nè. Mình thấy cái khổ của mọi người trong ngày, mình nghe người ta nói khổ, đó là văn tự khổ. Văn tự khổ, rồi mỗi ngày mình thấy người xung quanh mình khổ đó, thì quán chiếu khổ. Hoặc là bản thân mình cũng có khổ thì quán chiếu cái khổ, hay là thật chính cái khổ. Cho nên bát nhã là một sự thật chứ không phải là văn kinh. Nhưng mà đầu tiên chúng ta phải dựa vào văn kinh. Cũng giống như là chúng ta nghe vô thường, ôi vô thường, sống ma chết ma thay đổi, cái đó là gì? Cái đó là văn tự vô thường. Nhưng mỗi ngày mình phải quán chiếu vô thường để mình thực chứng vô thường. Bây giờ quý vị nói chiều nay Thầy Pháp Hòa đến đây sinh hoạt Phật Pháp, có thể có một sự việc xảy ra là có thể Pháp Hòa bệnh, hay một cái duyên sự đặt đường xá người ta bức, người ta ngang hết, không ai được đi đường nào hết, thì cái chuyện nó đến nó vô thường mà. Thì lúc đó chúng ta mới thật sự, ôi hẳn sao, miễn mọi việc nó bình an, mình không có thể tập hợp được như vậy cũng được, nhưng mà mọi việc nó bình an là tốt rồi. Cái đó gọi là gì? Thật chính, không có chấp trước gì hết, không bắt buộc cái gì nó phải có. Cho nên á, tụng nhanh là một cái hình thức mình tụng kinh, tụng chậm để chữ nghĩa nó rơi vào tâm mình, thì giữa nhanh với chậm cũng là tốt. Nhưng mà hễ mình tụng chậm là mình tụng một mình, còn mình tụng với chúng là mình đi theo chúng. Chứ không phải nói vậy cái mai mốt lên chùa trở nên ta liên tục ta tụng cái như này, quán tự tại Bồ Tát hành. Hỏi sao vậy? Thầy Pháp Hòa không biểu tôi tụng chậm. Lúc đó thầy bị chuyện con gọi kiếm Pháp Hòa đó. Mình có việc tụng kiểu nào là do mình, nhưng mà mình tụng cái đó là mình hành cái đó ở một cái hoàn cảnh nào cho riêng mình. Còn mình đi với đại chúng thì mình phải thuận theo đại chúng. Nhưng mà xin thưa, dù nhanh hay chậm, cái rốt ráo vẫn là sự quán chiếu thực hành cho nó rốt ráo, để chúng ta giảm đi những cái dính mắc trong cuộc đời. Ngày nào chúng ta có quán bát nhã. Chữ bát nhã là gì? Bát nhã nghĩa là trí tuệ siêu việt. Quý vị nhớ, bát nhã là trí tuệ do tu. Đó, hồi trước này Pháp Hòa giảng trên Quang Minh đó, bác, cái trí tuệ mà do chúng ta có được đó là do văn tư tu. Trí tuệ đó là trí tuệ hữu lậu. Còn trí tuệ vô lậu là trí tuệ vô sư, là do giới định tuệ. Ngày nào mình có sử dụng được cái trí tuệ siêu việt này để mình nhìn tất cả sự việc ở đời thì mình mới có an lạc vậy. Mình không có bỏ gì hết nha. Cái gì mình cũng có thể sử dụng hết á. Mình có thí dụ giờ người ta mặc áo tràng, mình mặc áo bông tràng, nhưng mà hôm nào mình quên áo tràng vẫn không khổ đau phiền não gì hết. Cái đó mới nhẹ nhàng trong sự tu. Áo tràng là một cái phương tiện trang nghiêm thân tướng khi đi vào khóa lễ. Nhưng lỡ hôm nào quên áo tràng cũng không sao. Thậm chí ai lấy lộn cái áo tràng mình mặc cũng không sao. Tại vì mình quán được rằng người khác lấy mặc rồi thì người khác mặc nghĩa là người khác trang nghiêm. Còn mình bây giờ không có, mình đứng yên góc cũng trang nghiêm, chứ không có lan sang ai mà bất nhân ghê vậy. Cũng cái áo tràng mình tạo nghiệp, phiền não lan sang. Kính bạch Thầy, khi con làm tổn thương đến một người khác bằng hành động hay lời nói thì ngay sau đó con cũng nhận ra cái sai của mình và nguyện về sau không dẫm lên vết đen đó nữa. Thì như vậy sao, như vậy là con sám hối tự tâm hay là sám hối hay là hối hận, xin Thầy chỉ dạy.
Cái quan trọng là chúng ta nhận sai, sửa sai. Hối hận là một cái tâm có thể trở ngại mình. Cái tâm tốt là tâm hối hận, nhưng mà mình hối hận xong mình sửa, chứ không phải là chỉ ôm cái hối hận đó mà xong. Thì cuối cùng cái hối hận là một cái trở ngại, nó ngăn cản mình. Chỉ ôm cái hối hận mà không làm gì hơn. Hối hận là một tâm tốt, tâm thiện. Nhưng mà phải nhớ, khởi tâm hối hận là thiện rồi, thì phải phát triển hơn nữa là sửa cái sai đó, để nó hối hận trở thành ra cái pháp dẫn mình tu. Chứ không phải chỉ là một cục ôm ấp hối hận. Không khéo cứ hối hận như vậy mà không làm gì hết, thì lâu ngày trầm cảm đưa đến chỗ tự vận. Tại vì mình thấy mình có lỗi với người này, mình có lỗi với người kia, mình sống không đáng sống, vân vân, thì nó là trở ngại, và cuối cùng mình đi tìm cái con đường tự kết liễu mình. Cho nên hối hận là một cái tâm tốt, nhưng không phải chỉ dừng ngay đó, mà nếu dừng ngay đó thì nó trở thành ra một cái chướng ngại cho mình trên cái vấn đề chuyển hóa tu tập. Quý vị hiểu được cái chỗ đó. Trời này sao giống ăn mì mà sơ quà hết. Quý vị mệt chưa? Chưa. Thôi bây giờ mình thay đổi không khí tốt đi. Trời hay ghê vậy. Mới có thay đổi không khí với tôi hát à. Đây bây giờ đây là một cái câu hỏi tiếp. Thầy ơi, thầy tu tốt từ kiếp nào đó, nên kiếp này chư Phật ban cho thầy giọng nói tốt, tướng hảo. Vậy con xin hỏi thầy có bí quyết nào mà dễ dàng đuổi ba con rắn độc ra khỏi tâm? Ba con rắn độc là tham sân si, nó ở mãi trong người thì làm sao có tướng hảo được. Mở mặt mong thầy xuất chiêu. Để uống miếng nước đã là xuất chiêu. Con xin thầy cho con một yêu cầu nhỏ. Thầy hát tặng cho chư Phật tử chùa Hoa Nghiêm bài hát Sông và Biển để mọi người đêm ngủ ngon, với bài hát đầy ý nghĩa cộng với giọng ấm áp từ bi của thầy. Con biết thầy có nhiều bài hát lắm, nhưng vì thương kính thầy sợ thầy mệt nên chỉ yêu cầu một bài thôi. Rồi bây giờ cái này mới hay nè. Một nữ Phật tử 70 tuổi, nếu mà 17 tuổi em hát liền. Có một người thầy dạy con rằng những ai làm mình giận hoặc buồn, mình niệm câu Án Mani Bát Di Hồng thì người đó sẽ hết giận và nhức đầu. Dạ có đúng không thầy? Câu đầu nghe được, câu sau nghe ác ôn quá. Ví dụ mình ta chọc mình giận, mình niệm Án Mani Bát Di Hồng để cho mình hết giận thì, hoặc là tụng để cho người đó hết giận thì nghe đầy từ bi. Tụng nhức đầu chơi. Này giống trừng phạt quá, không phải Phật tử. Nhưng mà khi mình niệm Án Mani Bát Di Hồng cũng niệm mà sao nữa. Chửi nữa đi Án Mani Bát Di Hồng, chửi nữa đi. Cái này ta vỡ đầu rồi chứ không phải nhức không đâu. Tức còn hơn nữa. Mình có niệm Phật, mình có trì chú gì đó, mình lấy cái pháp đó mình an cái tâm mình trước những lời mắng rủa của người kia, chứ đừng có nói để người ta thêm tức giận. Nếu câu niệm Phật mà niệm không đúng chỗ thì cái câu niệm Phật đó không có tác dụng giúp cho người, mà cái câu đó còn làm cho cái pháp
giận tức người ta tăng trưởng nữa. Cho nên mình phải khéo léo cái chuyện đó, tu phải tu đúng chỗ nữa. Pháp Hòa kể cái chuyện này. Hồi đó Pháp Hòa làm sa di á, thì cái bữa đó Tết nha, cái có sư bà Trí Định nè, sư bà tới thăm chùa, cái lăng xăng mọi người đi dọn dẹp để chuẩn bị đón sư bà. Cái có một chị Phật tử chứ nói trời trời làm gì dưới đón cô dâu vậy. Cái rồi cái tự nhiên lúc chỉ nói câu đó xong á, cái trong đầu mình khởi cái câu, một cái bài kệ của sư ông Làng Mai: tiến đi ngoài ngàn dặm, xây dựng niềm tin yêu, mỗi lời là châu ngọc, mỗi lời là gấm thêu. Mình đọc lên câu đó xong cái bà nói: chú chửi tôi hả? Quý vị thấy không? Thế khi mình đọc xong rồi mình, cái bà nói xong rồi mình mới giật mình. Nghĩa là trong lòng mình nghe một cái lời nói xong cái mình khởi cái câu đó mà thiệt tình không có cái ý đó. Mình chỉ đọc lên tự nhiên nó click vô trong cái đầu mình là cái bài kệ này nó rất là phù hợp với cái chuyện là mỗi lời là châu ngọc, mỗi lời là gấm thêu. Nhưng mình đọc không đúng chỗ. Mình đọc ngay lúc người ta mới vừa nói một câu thì bà thay qua bà chú chửi tôi nha. Cho nên á, kinh Phật mà tụng không đúng chỗ nó cũng trở thành ra Phật dạy rất hay, phải không? Pháp thượng ưng xả, hà huống phi pháp. Cái pháp mà đôi lúc còn phải xả cái pháp đó, chứ đừng nói chi là cái không phải pháp. Cái không phải pháp mình xả là chuyện đành rồi, mà cái pháp mà có lúc cần phải xả nó để chi? Để mọi việc nó bình an. Thì lúc đó mình xả cái pháp đó không có gì tội hết. Không có gì tội hết. Tại sao? Tại vì mình ý thức rất rõ. Cho nên cái chuyện mà nói dối đó, quý vị đừng có sợ thọ giới đó rồi mai mốt buôn bán không được. Tại vì buôn bán phải nói dối. Không có một người nào mà đi mua đồ mà nói cái bà bán bà lỗ hết đó. Mặc dù bà nói chị em không có lời chị ơi. Bà nói gì bà nói. Chỗ thân tình em bớt, em không có lời gì. Cái chuyện mà buôn bán có lời, thậm chí người ta biết mình lời, đó là cái chuyện hiển nhiên loài người đã chấp nhận chuyện đó. Người bán phải có lời. Mình chấp nhận mua vì sao? Vì đó là cái nghĩa của chúng sanh. Chúng sanh là gì? Tương duyên giao mà sống. Chị bán chị kiếm lời, tôi cần tôi mua. Nhưng mà chị, tôi cũng có bán những món chị cần, mai mốt chị tới tôi chị mua. Tương duyên với nhau mà sống. Cho nên cái chuyện nói dối á, mình nói mà mình có ý thức, dù lời nó nói dối, nhưng mà dối ý thức làm chi? Để cứu một đứa nhỏ, để làm một cái việc gì đó. Hòa thượng Làng Mai có kể câu chuyện á, có một lần hòa thượng đi vào trong một viện bảo tàng mà người ta ướp những xác chết khô, mummy. Thì có một đứa nhỏ nó hỏi hòa thượng: Sư ông, cái này là gì vậy sư ông? Mai mốt con có giống vậy không? Thì sư ông nói: không, con không phải như vậy. Con đẹp lắm, con dễ thương lắm. Tại sao sư ông nói như vậy? Chân lý là phải nói với nó: mày mai mốt y chang vậy nè. Như mà sư ông nói, một đứa nhỏ mình nói về tội nghiệp nó. Nó chưa có ý thức, mình nói chi mình gieo rắc những cái hình ảnh mà xấu, mà những cái chuyện mà đau thương của cuộc đời chứ. Cho nên bà nội mà mất á, đứa nhỏ nó tới: má mì bà nội đi đâu? Mình đâu nói bà nội mày chết rồi. Bà nội lên trời rồi con. Ba đi làm xa rồi, mẹ đi làm rồi. Mình nói để chi? Nó tương ưng với cái tuổi của đứa nhỏ. Mình nói thật mà đứa nhỏ nó khổ đau thì không nên. Cho nên cái giới nói dối là phải hiểu cho rõ là đừng, mình phải ý thức chánh niệm rõ ràng mỗi lời nói của mình. Mình nói thật mà lời nói thật nó không lợi ích thì lời đó nói đó cũng thuộc phạm cái giới thứ tư. Cho nên trong cái giới về miệng nó có bốn loại đó: chuyện có nói không, chuyện không nói có là vọng ngữ, đâm bì thóc thọc bì gạo, chia rẽ người khác đó là gì? Lưỡng thiệt. Chửi rủa mắng giết người ta là ác khẩu. Nói những lời mà không lợi ích cho ai hết là vô ích.
Vậy thì Án Mani Bát Di Hồng cứ tụng, nhưng mà đừng tụng trong lúc người ta dặn, mà tụng xong còn nói nhức đầu. Một lát nữa mà nhức đầu đó cho tôi linh ghê đó. Đi ra ngoài nói trời Phật linh lắm nghe. Bữa đó bà đã bá chửi tôi tụng có mấy câu mới nhức đầu á. Tội nghiệp cho Phật. Mà Phật tử của mình là hay quảng cáo Phật kiểu đó lắm nha. Trời ơi Phật linh lắm nghe. Bữa đó tôi hứa ăn chay đó, mà tôi quên ăn đó, tôi bệnh tuần luôn á. Cái tôi nhớ, tôi nằm tôi nhớ lại, cái tôi nhớ tôi quên ăn chay. Cái tôi ra tôi khấn tôi ăn chay, cái tôi hết bệnh. Trời đất ơi, mình đem đạo Phật, mình đưa Phật lên vậy mà mình đâu có biết rằng mình đem Phật xuống dưới này để. Mấy cái chuyện đó không phải của đạo Phật. Có nhiều khi mình nghĩ mình tôn Phật vậy đó, nhưng mà những cái cách mình nói như vậy là mình hạ Phật dữ lắm. Từ bi gì mà kỳ vậy? Người ta hứa ăn chay mà người ta quên ăn con tuần mà phạt ta bệnh. Tôi hứa cúng 500, bữa đó hết tiền, cúng có 400. Đi ra mất đôi giày. Tôi ngồi tôi ngẫm lại, trời đôi giày đúng 100 bạc. Thấy không? Hứa cúng 500, rốt cuộc phải mất 500. Trời đất ơi, mình mà đi quảng cáo Phật kiểu đó. Chữ án là gì? Án là một cái câu linh chú khởi nguồn. Tất cả những cái bài linh chú đều tụng từ chữ án, tại vì nó là dẫn ngữ. Ví dụ như mình là người ta hò, người ta cũng dẫn vậy đó. Hò đó, án đó. Gió mùa thu mẹ ru con ngủ, năm canh chày mẹ ngủ đủ năm canh. Chữ mani là một viên ngọc. Chữ mani là một ngọc. Phát ni đó, phát ni là một cái ôm á. Chữ ôm là chữ án không? Mani pet mi hum. Câu đó mình âm lại là Án Mani Bát Di Hồng. Trí tuệ hoa sen trong sáng. Cái câu đó có để ngoài cái đài Quan Âm á. Quý vị lễ 12 tượng Quan Âm ngoài đó có cái câu đó. Tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Hán, và dịch cái câu đó ra tiếng Anh nghĩa là gì? Vậy cái câu đó là mình tụng lên để chi? Mình vượt thoát những cái buồn nhơ, những phiền não. Chứ nó không có cái nghĩa là tụng cho người ta nhức đầu. Mà cũng không có kinh nào tụng cho người ta bệnh hết á. Mà nếu mà kinh mà tụng cho người ta bệnh, nó đâu phải là chân kinh, phải không? Thưa Thầy, có câu đức giả chi bổn giả, tài giả chi mạt giả, nghĩa là gì? Dạ, nghĩa là hai người giả. Cái câu này nằm ở trong những cái danh ngôn chữ Hán, mà nó thuộc về dạng bình thiên hạ. Bình thiên hạ là gì? Tức là mình làm cho cả cái chữ thiên hạ, tức là cái nghĩa của nó là mọi người thế gian này. Tại vì thiên là trời, hạ là ở dưới. Con người dưới trời là mình chứ ai. Mình muốn bình mọi người xung quanh mình, muốn làm cho mọi người an ổn hết, thì phải làm gì? Phải ghi nhớ hai điều: đức giả chi bổn giả, tài giả chi mạt giả. Đức giả chi bổn giả là gì? Cái đức mới là cái gốc, còn cái tài chỉ là cái ngọn thôi. Cái gốc đức mà không có đó thì sao nó sanh ra cây trái đức được. Cho nên á, làm gì làm chăm bón cái gốc mới là chính. Vì vậy cho nên á, mình á, có một ví dụ vậy nè. Quý vị tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật, trì chú, ăn chay, bố thí là ngọn. Nhưng tất cả những cái đó để làm gì? Làm chăm sóc cho cái gốc tịnh tâm. Cái tâm tịnh của mình là cái gốc. Cho nên tất cả mọi hình thức tu tập không ngoài cái việc
đưa cái tâm mình trở về sự an tịnh. Và nói theo thế gian, nói theo thế gian cuộc sống bình thường là đức với tài. Mà nhớ là đức mới cái gốc, tài chỉ là cái ngọn. Thí dụ như mình học, chịu khó học là giỏi à, chịu khó làm là giỏi à. Nhưng mà cái học đó, cái giỏi đó mà không có cái nguồn cội của tâm, của tâm lành, thì cái tài đó có thể hại người. Ví dụ giờ Pháp Hòa có tài chế bom, thì Pháp Hòa sẽ chế bom để hại người. Hay Pháp Hòa có cái mưu mô, thành thử ra nếu mình người đó họ giỏi mà họ có cái đức, thì cho nên Tôn Ngộ Không á, trong Tây Du Ký á, là tượng trưng cho người tài, người trí. Nhưng mà người trí mà không tu á, cái trí này hại người. Cho nên ông Tôn Ngộ Không bị sư phụ của mình trồng vô đầu ổng cái dòng kim cô. Cái dòng kim cô đó là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho cái đức, tượng trưng cho cái giới. Mà người muốn có đức thì phải làm gì? Giữ giới. Giữ giới là có đức à. Ví dụ không giết người hại vật nè, không gian tham trộm cắp nè, của người ta sao mình lấy? Rồi mình có gia đình hạnh phúc rồi, tại sao mình phá vỡ hạnh phúc người khác? Mình đừng nói những cái gì tổn hại đến người. Và người đó không rượu chè cờ bạc bê tha, đừng nói chuyện tu hành gì hết trơn. Thế gian mà nhìn vô người đó nói trời, cái anh đó đức độ lắm đó, sống đời có đức. Đấy. Cho nên đức là gì? Đức là đạo đức. Mà đạo đức có từ đâu? Có từ sự giữ gìn những cái nguyên tắc cuộc sống. Cho nên đó, chữ giới còn có thể hiểu là đạo đức. Người có đạo đức là sẽ, người có giới là sẽ có đạo đức. Tại họ tuân thủ những gì sai quấy không làm. Đó. Cho nên đức giả chi bổn giả, chữ bổn là gốc. Đức là, chữ giả là, chữ giả là đức là cái gốc. À, đức giả chi bổn giả. Tài giả là tài là cái ngọn thôi, mạc giả. Mạc là ngọn, chi là cành. Thật ra trong cuộc sống của mình, con người mình nó có hai phần, tài với đức. À, quý vị nhớ cụ Nguyễn Du nhắc mình không? Có tài mà cậy chi tài, chữ tài liền với chữ tai một vần. Nếu mình có tài mà không có đức, cái tài đó hại, tài đó nguy lắm. À, cho nên có tài phải có đức. Mà giữa đa tài với đức, chọn đức hơn tài. Ông vua đi tìm người, ông đâu có nói tôi đi tìm người tài đâu, ông thêm chữ nữa, tìm người hiền đức, còn không là tài đức. Ngày xưa vua Nghiêu, vua Thuấn không có truyền ngôi cho con của mình, mà truyền cho một ông tên là Hứa Do. Thì cái ông này á, ông là một người có đức, cho nên vua truyền cho ông. Nhưng mà ông lại là người không có dính danh lợi, cho nên ông đâu có nhận. Vì ông không dính danh lợi cho nên vua mới kiếm tới ông. Nhưng mà kiếm tới ông thì ông không có nhận, tại vì ông là người không có vướng bận những cái chuyện đó. Đại khái là vậy. Cho nên á, quý vị biết là đạo Phật dạy mình cái gì? Sống sao cho có đức. Mà muốn có đức thì làm gì? Đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm cho trong sạch. Đó là đạo đức của nhà Phật. Ví dụ như người ta hỏi mình, anh đạo Phật bây giờ miên man quá, anh có thể cho tôi biết mục đích của đạo Phật dạy mình tu cái gì không? Đọc ba câu đó lên. Đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Đó lời chư Phật dạy. Chư Phật dạy như vậy chứ không phải một Phật à. Tất cả ba đời chư Phật ra đời cũng dạy nhiêu đó thôi. Chờ hồi xưa mà ông Quan á, ông tới ông hỏi một vị hòa thượng, ông Lý Bạch á, lên ông hỏi ngài Ô Sào thiền sư. Tại vì thiền sư này ở trên cái ổ quạ cho nên kêu là Ô Sào. Hòa thượng xin ngài hãy dạy cho con phương pháp tu hành. Hòa thượng đọc bốn câu đó lên. Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo. Nghĩa là nãy cái bài đọc, đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành. Ông nghe xong ông nói trời ơi, tôi tưởng hòa thượng dạy gì thiệt là hay, cái bài này con nít 8 tuổi nó cũng thuộc nữa. Thì hòa thượng nói đúng rồi, con nít 8 tuổi thì thuộc, mà ông già 80 tuổi làm chưa xong. Nghĩ có phải không?
ai cũng thuộc câu này, nhưng mà làm thì đâu phải dễ. Cho nên tu á, là mỗi ngày mình tự cải hóa tự tâm. Câu này Pháp Hòa hay gần đây hay nhắn, cải hóa là sửa cái lỗi mình, tự tâm là tự mình phải làm mới mình. Hồi xưa có một vị người ta hay nói nhật tân, nhật nhật tân, ngày mày ngày nay mình phải mới, ngày ngày mình phải mới, nhật tân nhật tân nhật nhật tân, ngày một một ngày, mỗi ngày mỗi ngày mình thêm mới. Cái câu này á, nếu mà đúng ra nó còn hai câu kế nữa, là nếu như mình đem cái gốc mà đem ra ngoài và cái ngọn đem vô trong thì thế nào cũng có tranh danh đoạt lợi. Tức là mình làm ngược lại. Người ta nói đi chùa phải mặc đồ lam, thậm chí cả vớ. Cả vớ tức là socks, mở ngoặc socks, nói theo tiếng Bắc là manh tách. À, con không có vớ màu lam, chỉ có màu đỏ thôi, vậy con mang màu đỏ được không? Đã mang rồi hỏi chi nữa. Thật ra thì mình mang màu gì cũng được, nhưng mà có lẽ cái vị nhắc mình á, là để giúp cho mình ăn mặc những cái màu gì cho nó nhẹ nhàng, nó phù hợp với một cái hoàn cảnh nào đó, chứ không có gì sai. Vị nhắc cũng không có sai, nhưng mà nhiều khi nói chưa có hết ý thì người ta tưởng đâu có đó là quy định của nhà Phật. Còn nếu mà đúng ra nhà Phật là không mang gì hết, Đức Phật còn đi chân không. Quý vị nhớ là những cái việc như vậy đó là do Phật, do người sau mình định ra một số vấn đề để cho nó phù hợp vậy thôi, chứ nó không phải là cái giáo điều gì của Phật giáo cả. Cho nên mình đừng có, ví dụ ngay cả mình mặc cái áo tràng cũng phải Phật quy định, Phật đâu có biết cái áo này. Bây giờ nếu mà mình, nếu mà Phật mà còn sống bên Ấn Độ, mình chạy qua bển mình thăm mà mình mặc mấy cái áo này, ông nói mình mặc cái gì vậy? Tại ngài đâu có biết cái này, ngài chỉ biết cái sarong thôi, ngài biết cái đồ Ấn Độ thôi. Nhưng mà sau này Phật giáo truyền đi các nước thì mỗi một quốc gia người ta có cái sắc phục của người ta, thì người ta mượn cái sắc phục đó để người ta biến chế lại. Nó rất phù hợp với cái tinh thần của đạo Phật là luôn luôn hội nhập được với cái văn hóa ở nơi đó mà vẫn giữ được cái gì đó mà vẫn mang được cái nét của Phật giáo. Ở đây có ai mặc cái áo Nhật Bình không ha? Mấy thầy, mấy cô bên Nam không ai mặc hết. Cái áo Nhật Bình là cái áo mà gài cái nút ở giữa nè, của mấy thầy, mấy sư cô hay mặc á. Quý vị biết cái áo đó từ đâu ra không? Từ ở cung đình ngoài Huế. Và các hòa thượng mình mới thấy cái áo đó các vị hay mặc ở trong cung á, mới lấy cái áo đó rồi cải đổi lại một chút. Nhìn vô, quý vị thấy cái áo của người Hàn Quốc không? Và nhìn cái y phục, cái áo lam của các thầy, các sư cô Hàn Quốc na ná như cái áo của người Nhật, của người Hàn vậy đó. Quý vị thấy cái áo năm thân của chú Trung Hải đang mặc, nó là cái áo của người Việt Nam, áo dài của người Việt. Nhưng mình đổi lại một chút, mai đơn giản, suông suông thôi, không có cần bấm cái eo vô này, xá cái eo kia ra, suông suông, mặc rộng rộng để nó che cái gì? Nó che cái tướng thô. Người tu là nó khác với người đời vậy thôi. Mình mặc áo cho rộng rãi để che cái tướng thô, không có lộ cái tướng thô. Mình nhớ là mình ăn mặc quần áo là tại vì mình có cái tàm quý, mình không có để lộ những cái thân hình của mình, dễ thôi. Vì vậy cho nên á, mình đạo Phật á, đi tới quốc độ nào, cái xin phép đại chúng, cái quần mình mặc bây giờ đó, nguyên thủy xưa mình mặc cái quấn mà, nhưng mà sau này mình chạy nhiều, nhảy dây nữa, mang cái đó sao nhảy. Giờ làm lại cái xà rông, mà xà rông hai ống, xà rông hai ống, thế thôi. Quý vị hiểu và nói không? Rồi cái áo mà các thầy mặc rộng thùng thình đó, cái áo đó nó nguyên tác, nó từ thời nhà Đường.
bên Trung Hoa, rồi đổi qua dài. Khi mà qua tới Việt Nam, Việt Nam lấy cái mẫu đó nhưng mà biến lại, không có y, không có copy nguyên cái mẫu đó. Giờ có nhiều cái tượng Phật đản sinh đó, tay chỉ lên trời, tay chỉ lên đất, phải không? Quý vị thấy con ngón à? Thỉnh thoảng quý vị đi chùa Việt, quý vị sẽ thấy có những tượng chỉa hai ngón. What you mean? Không có mean gì hết á. Tôi làm vậy để tôi biết này của Việt Nam. Mình qua nước Mỹ, mình ăn thức ăn Mỹ được phải không? Nhưng mà nấu đồ Mỹ thế nào cũng có nước mắm à. Tại vì sao? Nước mắm nó mặn mòi. Ví dụ vậy đó. Ở chùa ăn pizza mà chấm chao nó ghê. Rồi ăn cái bánh mì nó ngán quá phải không? Rau sống quá trời. Để pizza vô cuốn rau sống chấm. Thử đi. Con xin có câu hỏi Thầy Quan Hỷ. Hằng ngày tụng kinh Địa Tạng, có nhiều lúc vì không đủ thời gian để tụng hết quyển kinh, con đành để ngày sau tụng tiếp có được không ạ? Và mỗi sau mỗi lần tụng phải tụng Bát Nhã Tâm Kinh không? Tụng kinh á, không có nhất thiết là mình phải tụng bao nhiêu, tùy theo thời gian sức khỏe của mình. Tại vì đây là một khóa tu, mình có thời khóa, mình có thời gian, cho nên mình mới tụng mỗi lần là một quyển. Hết một thời gian mình ở đây thì trọn được một bộ. Còn mình ở nhà là mình lấy kinh mình tụng, là cái thời khóa tụng hàng ngày của mình, thì mình tụng một phẩm thôi, hay nửa phẩm hay hai phẩm tùy, đâu có bắt buộc gì đâu. Rồi còn cái chuyện mà hồi hướng cũng là tùy thời gian. Đại chúng cứ nhớ một điều Pháp Hòa hay nhắc đó. Nghi lễ khi các ngài soạn thì buộc phải soạn có hình thức nghi, để cho mình có được một cái khái niệm. Còn du di gia giảm là tùy sức khỏe, thời gian của mình. Thí dụ như có một số quý vị đau chân, không có lại Phật được, mấy ngày nay lại, quý vị không cần lại, ngồi xá, đứng xá, ngồi dưới đất không được, lên ghế ngồi. Mình, người ta tạo cho mình phương tiện để mình nhẹ nhàng trong cách tu hành. Và từ đó mình mới hiểu một, mình mới khám phá một đạo lý. Khi cơ thể mình, sức khỏe mình khó khăn, người khác đã tìm mọi hoàn cảnh để đáp ứng cái nhu cầu sức khỏe khó khăn của mình, thì tại làm sao trong cuộc sống mình không đối được với người khác như vậy? Mình muốn cái gì cũng được từ phương tiện đó. Thí dụ mình đau chân, thấy tôi đau quá, kiếm chỗ cho tôi ngồi. Mà người khác mà ngồi kiểu đó nó không đúng. Bao nhiêu đó thôi mình đủ tu rồi. Cho nên khi mà ai đối với mình tốt, ai đối với mình dễ dãi, mình đặt cho mình một câu hỏi: sao người này họ hay, họ tốt với mình quá vậy? Thế mình có bao giờ sống được như vậy chưa? Mình đi tới một cái chỗ tu mà đau chân thì có ghế ngồi, thậm chí giờ bàn ăn còn phải để cái bàn nữa, dành riêng cho người già, yếu, bệnh. Đó, ngồi ăn thôi mà phải kiếm cái bàn vậy. Thì chúng ta, mình phải hiểu một điều rằng, thế thì nghĩa là trong cuộc sống này có những khó khăn thì người ta giúp mình. Vậy thì tại sao mình không ứng dụng được điều đó trong cuộc sống hàng ngày của mình? Có những người, người ta cũng có những khó khăn của người ta, mình nhẹ nhàng, mình dễ dãi, mọi việc sống được như vậy thôi. Cuộc sống này nó rất là dễ dàng, rất là nhẹ nhàng. Hồi nãy Pháp Hòa có quy y cho một Phật tử, trong đó có một vị là an duyên. An duyên là gì? Tâm mà an thì duyên nào nó cũng an hết. Cái duyên là cái điều kiện nó tới. Ví dụ bây giờ quý vị đi khóa tu mùa thu ở Canada, mình coi hình, nghe người ta đồn Canada mùa thu đẹp lắm. Trời ơi, sách vở chạy qua tu. Có 30% thôi, còn 70% là muốn chụp lá vàng. Qua rất là hên, lá rụng hết trơn. Thì mình phải an với cái duyên đó. Rồi mình nghĩ là mùa thu bên chỗ mình đâu có lạnh dữ vậy, mà sao bên này nó lạnh dữ vậy. Thì phải an với cái duyên đó, phải không? An vui nơi này,
an khắp mọi phương. Tại vì cho nên cái duyên là những cái việc, những cái điều kiện nó đến với mình. Bây giờ cái việc nó như vậy, mình không có tìm cách mình an ổn cho nó, mình làm nó xáo trộn lên để làm gì? Cho nên nhiều khi cuộc sống nó đơn giản mà chính mình, mình cứ bươi móc, mình cứ xáo trộn nó lên, đơn giản vô cùng. Mỗi lần ăn cơm á, cho nên Pháp Hòa thưa đại chúng, cái tu của Pháp Hòa nó ở trong mỗi ngày chứ không có cần gì đó. Mỗi khi ăn cơm ha, gắp rau rồi xong á, người gắp đũa, thì mình ngồi mình nhìn cái mình mới lấy cái đôi đũa mình tóm nó gọn lại, phải không? Đâu có ai mà để cái dĩa nó tà lè vậy đâu. Lúc nào mình là người ý thức là gọn lại. Trong khi Pháp Hòa làm việc đó, Pháp Hòa phát hiện một pháp tu. Cuộc sống của mình là vậy nè. Ai cái gì nó cũng đẹp hết á, rồi mỗi người tới gấp miếng, tỏi người lợi rỉa miếng, nó tờ lưa ra. Nhưng mà nếu mình cũng tờ lưa vậy nhìn nó không đẹp, thì mình sẽ có bổn phận lấy đôi đũa gom nó lại, rồi một lát nó lại, rồi mình lại gom. Nhưng mà nhờ cứ tóm rồi rỉa rồi gom vậy mới hết dĩa. Phải không? Rồi mình ăn xong một bữa cơm rồi, cái gì nó dư chút chút, cái mình làm gì? Thu gọn lại. Tu không? Cuộc sống nó cần cái đó, nhưng mình không làm. Cái gì mình cũng muốn cho nó tà le ra vậy. Chuyện nhỏ của người ta ăn chút à, mình muốn thế giới này biết. Ai mình cũng ngoắc vô, lại đây tôi nói cho nghe. Cái bà đó bà bê bối lắm, cái ông nọ ông bê bối lắm. Người ta nói trời làm sao cứu tôi ra khỏi kiếp nạn này. Tôi nghe thuyết pháp nhiều quá, sáng nghe ông thầy, chiều nghe bà sư này nữa. Nhiều khi ngồi trong bữa ăn làm những cái công việc đó, Pháp Hòa phát hiện ra tu là vậy nè. Người ta làm đổ miếng nước tương, mình ăn cơm xong thì cái miếng giấy lau miệng của mình sẽ là cái miếng giấy lau tất cả những cái giọt nước tương dơ đó. Mặc dù một lát sẽ có khăn sạch lau cái bàn, nhưng mình sẵn trong tay có một miếng giấy sắp sửa bỏ rác. Tại sao mình không chấm những cái dơ đó để lát chiếc khăn kia nó không có quá dơ? Trời ơi, mình làm được cái đó mình thấy tu quá trời dễ luôn. Mà chỉ cần trong một bàn ăn, mỗi người trước mặt mình ý thức cái gì đó, thì cuộc sống này nó dễ dàng vô cùng, nó gọn gãy vô cùng. Rồi bây giờ quý vị cứ nghĩ coi, phải nó đơn giản. Và tu hành đâu phải là cái gì đâu. Hôm qua có một Phật tử lên thăm vấn: thầy ơi, con ngồi thiền loạn tâm mà tê chân quá, chị ngồi được 15 phút không? Dạ được. Vậy 15 phút kia chị đi thiền. Ngồi thiền 15 phút, đi thiền 15 phút, lại thiền 15 phút, 45 phút tu nhẹ nhàng, moving nhưng mà không rời ý thức, chánh niệm tu tập. Mình ngồi thiền tay chân thì mình đứng dậy, xoa chân xong mình đi từng bước, nhưng mà hơi thở vẫn còn đó. Chân trái thở với chân trái, chân phải thở với chân phải, đi vòng phòng khách 15 phút sau. Đâu có mất chánh niệm đâu, an lạc vẫn còn. An lạc vẫn có mặt. Cho nên nó mỗi lần mà dọn rác á, không có bực, không có cằn nhằn, không có cử nhữ gì hết, mà phải thấy rằng mình được cơ hội thu gọn chiến trường. Mà cuộc sống á, cái người mà quan trọng nhất là biết thu gọn chiến trường. Coi vậy chứ người đó quan trọng lắm á. Tới xài là dễ rồi, mà cái người biết thu dọn. Cho nên mình phải thấy được cái tu tập của mình. Mình làm mà mình nhẹ nhàng thì tự nhiên người ta cũng nhẹ nhàng theo. Cho nên mình tụng kinh, quý vị cứ tụng theo cái thời khóa nào mà mình có được, không có ai bắt buộc cái gì hết. Tụng xong không quên hồi hướng, không có sao hết đó. Nó còn đó đó, không hồi nó cũng tự hướng.
học hướng nó cũng tự hồi. Cô thưa thầy cho con hỏi, tu tịnh độ và tu thiền, tu nào công đức hơn? Cũng giống như hỏi ăn bún với ăn cơm vậy, ăn nào no hơn? Thưa đại chúng, thật ra trong Phật giáo chúng ta không có chia tông chia phái gì hết. Khi Đức Phật thuyết pháp, Đức Phật không hề chia tông gì phái gì hết. Nhưng mà Đức Phật tùy duyên mà nói pháp. Như nãy cái cô, như nãy vừa nói là cái cô đó, cô lên cô gặp Pháp Hòa cô nói vậy đó, thì Pháp Hòa bày cho cô cách tu. Hỏi chị, chị có thời gian bao nhiêu? Nói dạ con có thời gian nửa tiếng. Rồi 15 phút ngồi thiền, 15 phút đi thiền. Nhưng mà mình đâu có sắp xếp bài bản gì đâu, phải không? Và cũng không hề đặt cái tông này là tông tu tắc. Tông này tông tu long thơm, không có gì hết. Tùy duyên. Đức Phật cũng vậy. Nhưng sau này chư tổ mới gom hết tất cả lời Phật dạy, bắt đầu mới đưa vào một hệ thống. Đưa hệ thống để làm chi? Để giúp đỡ cho những người sau dễ dàng đi tìm những cái gì nó thích hợp cho mình. Ví dụ mình thích niệm Phật thì mình chuyên đi vào một cái hệ thống tịnh độ để mình nghiên cứu những sách vở, những bài giảng chuyên về cái tịnh độ. Ở đây người ta có cái cuốn Yellow Book, là phone book. Mình muốn đi tìm những công ty sửa chữa cái gì, mình đi đúng cái section đó, đúng không? Sửa máy giặt, máy sấy, sửa điện, sửa nước, bất cứ cái gì, mở cái cuốn đó ra, nó có hết, nó từng khu vực như vậy. Cũng như thế, tất cả những cái đó, tông này bây giờ mình gọi tông này, pháp kia, chẳng qua là những cái hệ thống để mình dễ dàng trong vấn đề tìm tòi, nghiên cứu, tu tập. Và nói cách khác là uống thuốc. Thì không có thuốc nào hơn thuốc nào hết á. Mà thuốc nào mà trị được bệnh, thuốc đó tốt. Pháp nào giúp được mình an tâm, tĩnh lặng, pháp đó hay. Chứ không có nào cao nào thấp hết á. Mà nói cao nói thấp biết cao làm sao. Ví dụ như giày kêu thấp, nhưng mà thật sự nó cao hơn cái kia. Cho nên cao không thật cao, mà thấp cũng đâu có thật thấp. Nó thấp với chỗ này mà lại cao với chỗ khác. Ví dụ như đối với mình cái bàn này là thấp, nhưng mà đối với một cái vật gì thấp hơn thì nó lại quá cao. Cho nên mình hiểu được như vậy thì đừng có bận tâm cái chuyện đó. Anh tu pháp nào mà anh thấy anh có an lạc, có hạnh phúc thì có công đức lớn. Tại sao? Vì anh có an lạc, anh mới mang cái an lạc đó cho người xung quanh. Và anh nói đúng những cái điều về cái đó để người khác không lầm sai. Ví dụ quý vị nào tu tịnh độ á, nghiên cứu tịnh độ, niệm Phật á, và hướng dẫn cho những người khác phải thật là rõ ràng. Đừng có gieo rắc những cái tri giác sai lầm, những cái sai lầm trong cái nhìn, cái thấy của mình, để người khác hiểu lầm đó. Người ta hiểu lầm về tịnh độ. Ví dụ như á, cái chuyện mà người chết mà mềm mại cái thân thể đó, hay là chết thiêu đi mà có xá lợi đó, cái đó nó không phải là cái chủ đích của người tu hành đâu. Rồi mình đem cái đó ra mình làm như là một cái kết quả của một cái sự tu, rồi mình phô trương, mình làm những cái hình ảnh nó nhìn vô người ta thấy đạo Phật nó rất là thấp kém, mà cái kiểu là tu đợi vậy đó, đợi cho cái mềm thân vậy đó. Đâu có phải vậy đâu. Niệm Phật là nhân, vãng sanh là quả. Vãng sanh là gì? Nếu nói về hiện đời là tâm mình không còn chìm đắm trong khổ đau, trong phiền não nữa. Đó là vãng sanh. Mà đời sống này mình vãng sanh thì chết mình vãng sanh. Mình nấu cơm đúng thì sẽ thành cơm. Lấy gạo nấu đúng thì thành cơm. Mà lấy cát thì nấu cỡ nào cũng không thành cơm được. Cho mình nói thì cuối cùng người ta là hiểu lầm. Ô, tu tịnh độ để nửa chết có xá lợi. Rồi người nào mà thiêu ra mà tới xương không cái, ô, tu cũng đúng.
Thành thử không phải vậy. Cho nên quý vị biết là công đức lớn nghĩa là mình có an lạc. Mình có an lạc, mình hiểu đúng cái pháp đó thì mình sẽ truyền cho người ta đúng. Con có người bạn nhờ hỏi thầy về hoàn cảnh của gia đình bạn. Người chị gái của bạn vừa mất vì Covid. Con người đến đòi nợ của chị đã thiếu họ và nói rằng gia đình nên trả nợ trong 49 ngày sau khi chị mất để chị được siêu thoát. Vì số nợ hơi nhiều, gia đình không thể trả liền hết trong 49 ngày. Vậy chị có được siêu thoát không? Cái này là giáo lý của người đòi nợ, chứ không phải bất kỳ một cái giáo lý của ai hết. Ai cũng nói vậy thôi. Trời ơi, lúc nào mình đòi được tiền khỏe không vết, thành thử phải kiếm cách nào nói để đòi cho dễ chứ, phải không? Chứ còn đâu có cái chuyện đó. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nha, cái chùa Tây Thiên Trúc Lâm nợ nhà băng 5 triệu, làm sao trong 49 ngày mà trả hết 5 triệu đó? Nếu mà lỡ mà có chết đi rồi nhà băng nó tới nói: nè các đệ tử muốn thầy siêu thoát không? Trả cho nhà băng pay off hết 5 triệu nghe. Đệ tử nó tu phải đệ tử ổng. Đâu có chuyện đó. Nói như vậy á, Tổ Quy Sơn, hồi nhớ Tổ Quy Sơn có một câu: học xuyên thước phi thức tâm tùy nghiệp, như nhân phụ trái cường giả tiên khiêm. Khi mình chết đi á, cái thần thức mình sẽ đi theo cái nghiệp lực của mình. Cũng giống như con chim mà nó được sổ lòng vậy đó. Hễ mà nó con chim mà nó sổ lòng thì nhất định nó phải bay về rừng của nó. Chim sổ lòng thì bay về rừng, người mất thì thần thức đi theo nghiệp. Chẳng khác nào như người đòi nợ. Ai mà là người chủ nợ lớn nhất thì sẽ tìm người đó trước hết. Ví dụ ở đây Pháp Hòa nợ hai người, người 100 đồng, người 50 thì người 100 kiếm trước. Trời ơi, tôi đi kiếm chứ để tôi mất 100 sao? Bà kia thấy bà đi đi, tôi lọt tọt theo sau, mà lỡ tôi túng không được tôi mất có 50. Thì cái chuyện mà trả nợ trong 49 ngày không có là cái gì hết, không có cái gì trong Phật giáo hết á. Đây là giáo lý của người đòi nợ. Mà may phước đó. Cho nên quý vị tùy thí dụ thôi. Mình nói với cái người kia: tôi đâu có quỵt nợ đâu, chị tôi thiếu thì tôi sẽ trả. Nhưng bây giờ trong cái thời buổi khó khăn này, đâu phải đi kiếm tiền dễ. Chúng tôi hứa nhất định sẽ trả hết số nợ này, nhưng phải cho chúng tôi thời gian. Mình nói và cái người đòi nợ á, mà nếu mình có cái mình muốn người ta trả nợ cho mình á, đừng có ép, ép quá người ta chạy luôn. Còn nếu mà mình nói cho người ta có cái cửa người ta đi á, thì cái nợ mình có thể đòi được. Còn mình nói không được á, thì người ta sẽ quỵt nợ, lúc đó mất hết tất cả luôn. Cái này không có dính dáng gì tới Phật giáo hết á. Thầy quý vị thấy không? Mấy cái vụ 49 ngày, 50 ngày này đó. Rồi cái gì cũng đổ cho vụ 49 này hết. Ví dụ như cúng trai tăng, phải cúng trong 49 ngày, đâu có gì phải đâu. Đâu có gì phải đâu. 49 năm vẫn cúng được. Không nhất thiết phải 49 ngày. Nhưng mà nếu mình nói à, trong khoảng 49 ngày này, nếu đủ duyên tác phạn trai tăng, tại vì người đó còn trong lẫn quẩn cái thời gian đó, không? Mình cầu nguyện cho họ, mình hồi hướng công đức cho họ. Nhưng mà ví dụ lỡ mình sống một cái hoàn cảnh là mình không biết đạo lúc đó, thì thời gian sau mình hiểu đạo thì mình vẫn làm được cho người thân của mình. Kính bạch thầy, cho con hỏi về chú Lăng Nghiêm. Vì sao các chùa thường trì chú Lăng Nghiêm vào buổi sáng? Hai, vậy tại gia thì trì Lăng Nghiêm vào buổi tối hoặc lúc rảnh thì có đúng pháp không? Ba, Phật tử tại gia còn ràng buộc việc gia đình thì đọc kinh Lăng Nghiêm có được không? Và thứ nhất, tại sao các chùa tụng Lăng Nghiêm buổi sáng? Không có phải,
cái đó không phải tụng. Nhưng mà tại vì đây là một nghi thức do một vị tổ soạn, và ngài nghĩ rằng á, buổi sáng á, chúng sanh mình thường mê ngủ nhiều hơn, cho nên á, cái khác của người tu á, là hễ người ta mê thì mình phải tỉnh. Giờ mà người ta ngủ ngon, mà thậm chí mình cũng sẽ ngủ ngon, thì không cho ngủ ngon. Tại sao? Tại vì mình không để đắm chìm theo cái vọng thức như vậy, cho nên cái giờ đó là bắt thức. Nhưng mà bây giờ mà thức mà tụng những cái gì đó thì sẽ dễ ngủ, cho nên các ngài soạn những cái câu thần chú trong bộ Lăng Nghiêm ra thành một nghi thức chú Lăng Nghiêm. Thật ra chú Lăng Nghiêm này nằm trong một bộ kinh, bộ kinh đó tên là Kinh Lăng Nghiêm. Bộ kinh thì rất là dày và nghĩa lý rất là sâu, và trong đó có 5 cái đệ Lăng Nghiêm, chư tổ mới rút 5 cái phần chú đó ra, là thêm thắt những cái bài khác như là chú Đại Bi, rồi 10 bài chú nhỏ, rồi viết cái bài hồi hướng vân vân, thành một nghi thức công phu sáng cho các chùa. Pháp Hòa thì trân quý cái thời gian đại chúng có được, cho nên những lúc nào tụng kinh Pháp Hòa thường chọn tụng những bản kinh tiếng Việt để cho đại chúng thấm nhuần được lợi lạc khi ở chùa đây mình về mình tu. Ví dụ như 4 ngày qua quý vị tụng Lăng Nghiêm cũng không sao, cũng được thôi, nhưng mà hỏi thì mình không biết gì trong đó nói gì hết, phải không? Thành thử ra sáng hôm nay đúng ra là tụng một nghi thức khác, nhưng mà để giới thiệu với đại chúng, à đây là một nghi thức truyền thống của các chùa ngày xưa. Nhưng mà cái chính Pháp Hòa là vẫn muốn làm sao các vị đọc những bản kinh hoàn toàn tiếng Việt để các vị hiểu được lời kinh và ứng dụng tu tập. Cái quan trọng là ứng dụng tu tập, chứ không phải kinh nào linh và kinh nào không linh. Cho nên cái chuyện là không, thí dụ bây giờ ở chùa sáng ngủ dậy tụng Lăng Nghiêm, bây giờ ở nhà mình buổi trưa rảnh tụng được không? Được. Buổi chiều tụng, buổi tối tụng, bất cứ lúc nào tụng cũng được, không có ai quy định cái việc đó. Nhưng mà dĩ nhiên giờ giấc của một ngôi chùa, thời khóa thì các ngài nói công phu sáng, công phu chiều, thì chùa công phu sáng lúc mấy giờ? Là 4 giờ sáng hay là 6 giờ sáng, chiều thì 4 giờ chiều, ví dụ vậy. Cái đó chỉ là cái quy định gọi là phương tiện, chứ nó không phải là nhất thiết phải là như vậy. Điều thứ hai là Pháp Hòa cũng nói là tụng lúc nào cũng được. Điều thứ ba là mình còn ràng buộc gia đình tụng được không? Đâu có gì trở ngại đâu. Không phải riêng Lăng Nghiêm, bất cứ kinh gì ràng buộc, nhưng mà mình sắp xếp thời gian được thì tốt thôi, không có sao hết. Trong 5 thức nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thì đều là cảnh trần tương ưng với mỗi căn mỗi thức. Vậy ý thức cảnh trần, cảnh và trần của ý thức là gì? Nhãn căn của mắt là con mắt, vậy ý căn của mắt có phải là não bộ không? Khác biệt giữa ý căn, ý thức, trí thức và trí tuệ. Này nguyên tiếng đồng hồ. Thưa đại chúng, là thường thường á, theo lời Phật dạy á, thì con người mình á, mình có 5 căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân. Thì cái căn nó chỉ là cái bộ phận của cơ thể, nhưng mà bên cái căn đó, đó nó phải có cái nhận thức của cái căn đó để nó nhìn, nó mới biết cái gì. Ví dụ nè, bây giờ cái người đó có con mắt, nhưng mà xin lỗi, mắt họ bị hư rồi, thì họ vẫn nhìn, mình thấy họ nhìn vậy nè, nhưng mà họ không thấy gì hết. Tại sao? Và họ không biết, thậm chí họ thấy mà không biết gì hết, tại vì cái nhận thức của con mắt nó không có. Nói cách khác là con mắt giống như cái quạt máy, cái nhận thức là như điện, không? Điện không còn, điện không có thì cái quạt nó không quạt, mặc dù cảnh có đó. Cho nên nhận thức, mà cái gì mà nhận thức thì cái đó cũng chỉ là tạm thời theo cái cảnh đó mà mình nhận thôi. Ví dụ như quý vị nhìn qua đây, quý vị nhận thức này là cái chuông, và thấy cái chuông này là cái cảnh nè, mình nhìn mà mình nói cái này là cái chuông, là cái mình nói đó là cái nhận thức của mình, và nó tùy theo cái cảnh mà nó nhận thức.
tạm gọi là cái não bộ. Nhưng mà thật sự ra đó, tại sao mình biết cái này là cái chuông? Tại vì mình có một cái là cái tàn thức, tức là cái kho chứa. Mình đã từng đi chùa, mình đã từng nghe người ta nói cái này là cái chuông, cho nên cái hình ảnh cái chuông, cái tên của cái chuông nó nằm ở trong cái kho chứa của mình. Bây giờ ví dụ một cái người Mỹ, một người Tây nào họ không biết cái gì cái này hết, họ nhìn cái này họ không biết. Vì sao? Vì trong tàn thức họ không có cái này. Mặc dù họ vẫn nhìn đó, và họ nhận thức cái này là một cái gì đó nó tròn tròn, thì đối với họ có thể cái này là cái nồi, cái này là một cái chậu bông, chứ họ không biết cái này là cái chuông. Rồi bây giờ Phật tử general, căn bản là quý vị nhìn cái này quý vị biết cái chuông thôi, chứ quý vị không hề biết cái chuông là cái chuông gì. Bây giờ Pháp Hòa nói, à cái chuông này nè, gọi là chuông gia trì. Chuông là cái tên chung, nhưng mà chuông gì nữa chứ? Chuông để tụng kinh thì gọi là chuông gia trì, chuông mà treo to tướng đằng kia là chuông đại hồng. Rồi giờ những cái từ đó nó vô trong cái tàn thức quý vị. Rồi mai mốt quý vị đi tới đâu nhìn cái đó, ô chuông gia trì, chuông đại hồng. Quý vị chưa bao giờ biết Pháp Hòa trong tàn thức quý vị, trong kho chứa quý vị không có hình ảnh của Pháp Hòa. Nhưng mà khi quý vị đến đây, quý vị gặp Pháp Hòa rồi, quý vị gặp bạn này bạn kia, nó vô nó cất trong đó. Mai mốt gặp cái tướng đó là cái ý thức nó móc trong cái tàn thức ra liền. Thầy Pháp Hòa, cô Năm, cô Bảy gì đó. Cho nên mỗi người chúng ta có một cái kho chứa, và hàng ngày mình chứa những cái gì mà nó tốt, thì khi cần thì nó cái tốt nó khởi lên. Trong này hỏi á, ý căn, ý thức. Cái ý căn nó có cái ý của, có nó có cái thức của cái ý, là cái nhận biết của cái ý. Và tất cả mắt, tai, mũi, miệng gì nó đều có cái ý thức của nó. Ví dụ mình có cái miệng nè, mình đưa nước trà vô thì cái ý thức nó nói liền. Mà làm sao cái ý thức nó nói là gì? Trong đó nó đã từng chứa cái trà, cái hương thơm của trà và cái tên gọi trà, cho nên vừa ném vô thì ở trong cái tàng thức, cái ý thức nó vô cái tàng thức, nó moi lên, nó nói cái này là trà. Và xong rồi sau uống một ực vô rồi, cái nó cái mùi thơm, wow, trà móc câu, trà Thái Nguyên, thí dụ vậy đó. Nhưng mà nếu mà trước kia mình không có cái đó, uống vô không biết trà gì hết. Như quý vị không phải là người thưởng thức trà, chỉ biết trà thôi, uống vô biết trà nhưng mà không hề biết tên của nó là gì, phải không? Thành thử ra ý tàng thức là cái kho chứa. Và khi nhìn một cái gì thì cái ý thức nó vô trong cái kho đó, nó môi ra. Và do cái nhìn, do cái nghe. Ví dụ như quý vị nghe, đi ngang chánh điện nghe tụng kinh, ủa tôi mới thấy thầy ở dưới trại đường mà sao ông ở đâu ông tụng kinh vậy? Bước vô chánh điện mới thấy chú Trung Chánh. Vậy thì cái ý thức đó nó đưa ra cái tàn nữa. Ồ, tôi đã từng nghe tiếng thầy tụng, nhưng mà cái nhận thức đó và cái ý thức đó đó nó chưa chính xác. Đến khi nào mắt nó thấy nữa, nó phối hợp với cái nhận thức nữa, nó làm rõ vấn đề hơn. Hiểu được ý thức không? Ý thức là vậy. Còn trí thức là gì? Trí thức là những cái trí hiểu biết do cái nhận thức mà có. Mà cái trí biết do cái nhận thức á, thì có thể nhiều khi do người khác nói cho mình nghe nữa. Thí dụ như thế này, Pháp Hòa nói mới biết chứ tự dưng mình đâu biết. Thì cái gì mình tự biết cái đó gọi là trí tuệ. Còn cái gì mà do người khác dạy dỗ cho mình, hướng dẫn cho mình gọi là trí thức. Cho nên cái người mà ta đi học, học cao hiểu rộng thì người ta gọi là gì? Người đó rất trí thức. Nhưng mà cái người đó họ tu á, họ có được những cái phát tuệ đó, mình gọi ô cái người đó rất trí tuệ. Và trí tuệ là do tu, trí thức là do học. Thôi đại khái vậy thôi, chứ cái này nó nhiều thứ lắm. Con chưa có kiến thức tu học, xin thầy hướng dẫn cho con bắt đầu trì chú kinh nào.
Vì khi lên chánh điện con không thuộc và theo kịp mọi người, con cảm thấy buồn lắm. Hướng dẫn con để cố gắng học thuộc lòng, xin cuốn kinh về tụng. Thí dụ như mình thường mình biết các chùa mình hay đi á, thường thường là mình đi, thường đi chùa nào đó, ta tụng kinh gì thì mình xin cái quyển đó, mình về mình tụng thường để mình hội nhập được với cái chùa mình thường đi. Chùa đó thường tụng chú Đại Bi thì mình về nhà mình tụng chú Đại Bi để mai mốt mình vô chỗ đó mình tụng. Cho nên mình đi cái thường sinh hoạt chùa nào đó, thì mình biết chùa đó thường tụng kinh gì thì mình có thể xin về để mình tụng theo, để mình mai mốt mình tới chùa đó cái mình hội nhập được với cái đó. Nhưng mà xin thưa đại chúng á, cái chuyện mình thuộc kinh á cũng không sao, thuộc cũng được, không thuộc cũng không sao. Quan trọng là về tụng cho nó quen mặt chữ. Để về chùa mình mở kinh ra, bây giờ có kinh rồi, mình cứ mở kinh mình tụng thôi. Quan trọng là mình thuộc mặt chữ, mình làm quen với mặt chữ, mình chạy theo kịp được rồi. Cho nên á, nghe chữ chạy đó là mình biết là mình tụng hơi nhanh. Đấy không? Mà nếu mà người ta nói con rước theo không kịp là biết con chạy dữ rồi đó. Con làm gì để tốt nhất để cho người thân mình sớm siêu thoát, tâm của mình vui hơn, bớt khổ đau, nhớ nhung? Thật ra ai cũng ý thức cuộc sống này không có ai ở mãi với mình, và chính mình cũng không ở mãi với ai. Cái chuyện mình buồn thương, mình nhớ người thân là chuyện bình thường của con người. Nhưng mà rồi cuối cùng chúng ta phải trở lại quán chiếu. Hồi xưa người ta có câu á, nếu mà cha mẹ còn sống á thì mình phụng dưỡng lo lắng, cha mẹ mất rồi mình noi theo cái đó, noi theo cái hạnh đó mình sống. Pháp Hòa có một cái bài cúng linh 4 câu khi châm trà. Cha mẹ còn tại thế, lo cơm nước cúng dường. Mẹ cha không còn nữa, đức hạnh phải noi gương. Khi mình cha mẹ mình còn thì mình lo phụng sự, còn khi cha mẹ mất rồi thì mình nhớ cha mẹ đã đặt kỳ vọng gì nơi mình. Mình sống theo cái kỳ vọng, cái ước nguyện của cha mẹ để cha mẹ được vui. Con rất hay nóng giận, cho con nên trì chú kinh gì để calm down và control tính nóng nảy của mình, khỏi cần chú gì hết. Thí dụ mà nói lần mình lên cơn giận, tụng câu thần chú, đứt mạch máu chết, đứt mạch máu chết. Thần chú nó linh nhất á, tụng kinh gì cũng không bằng nữa. Mai mốt mà đọc tiểu sử, Phật tử này đã quy y Tam Bảo từ năm 15 tuổi và ra đi rất ngọt ngào chỉ sau một cơn giận. Đúng rồi. Có cái bài kệ á, cái giận làm tôi xấu, biết vậy tôi mỉm cười, quay về thủ hộ ý, từ quán không buông lơi. Đó là bài kệ, nhưng mà thí dụ lúc đó mình giận quá, kệ gì cũng quên hết đó. Và lúc đó mình sẽ ai khuyên mình, chị tụng kinh, kệ. chị bỏ qua đi chị đừng nói về tội chị, kệ. Lúc đó không có kệ mà kệ đó đó. Nhưng mà mình có thể quán, cuộc đời là vô thường. Thưa đại chúng, Pháp Hòa chia sẻ cái thực tập của mình thôi. Quý vị cũng biết là khi mà mình sống chung, mình làm việc chung như nè, làm sao mà mình vui vẻ, hài lòng hết với tất cả. Có những cái việc, có những cái người người ta làm cho mình, người ta nói xin lỗi, trào máu. Mà nếu mà hốt vô được là cũng... Nhưng đôi lúc Pháp Hòa hay suy nghĩ vậy nè. Thí dụ bây giờ mình nói xong đi, cuộc đời vô thường, người đó đi ấy, là sao? Rồi cái thứ hai nữa là tất cả những cái gì xung quanh mình nó xảy ra bất như ý mình, chẳng qua là người ta muốn nó tốt hơn thôi. Pháp Hòa hay suy nghĩ vậy. Một cái ví dụ, Pháp Hòa mang cái bình hoa qua để đây, tại trong đầu con nghĩ như vậy là đẹp. Thì cái người khác mới nói, để xấu quắc, đi kiếm cái thùng cái gì đó để lên.
Thì đối với mình á, đem cái thùng đó vô để nó cải lương mà nó quê dữ lắm, để vậy nó tự nhiên nó thiết bực rồi đó. Tôi trụ trì mà tôi để mà dám dẹp ví dụ vậy đi. Nhưng mà mình suy nghĩ á, tại sao cái người đó làm vậy? Chẳng qua là họ muốn nó đẹp hơn thôi, và nó không có đúng cái ý mình, là vì mình nghĩ về mới đẹp. Thành thử rốt là người nào cũng có một cái ý của mình. Pháp Hòa là gặp cái chuyện này thường lắm. Mình nói như vậy rồi lát ra chật lắc hết. Nhưng mà nếu mình bực lên á, vậy là mình sống với cái ngã của mình, mình sống với cái tôi của mình, mình sống với những cái thành kiến mình đã thành, mình đã build up như vậy. Và Pháp Hòa luôn luôn nghĩ á, người ta đến người ta cũng muốn làm cho nó tốt hơn, nhưng mà có lẽ là cái cách người ta như vậy. Và mình cái thứ hai là mình có thể nhìn á, con người ai cũng có những cái đẹp. Hôm rồi Pháp Hòa có thưa với đại chúng cái chuyện mà tô đó, nhớ không? Mỗi người người ta sống ai cũng có thể cái tốt của người ta nó lờ mờ so với cái xấu của họ rất là đậm. Nhưng mà mình chịu khó mình tô cái đó lên đi thì cái chữ nó sẽ lên, giống như cái cuốn sách mà người ta viết sẵn cho mình để mình tô chữ, mình đồ chữ, mình tập viết vậy đó. Mình sống như vậy á, mình khi mình thắng được một cái cơn giận của mình á, mình thấy hạnh phúc lớn lắm. Cho nên trong kinh Pháp Cú Phật mới nói á, dù mình chiến thắng vạn người trên chiến trường cũng không gọi là đại thắng. Chỉ khi nào mình tự thắng chính mình, và cái chiến thắng đó là cái chiến thắng oanh liệt nhất. Tại vì mình rất khó thắng mình, rất khó. Pháp Hòa nói ví dụ rồi để chúng ta thấy ha. No rồi đó mà thấy cái đó ngon quá, thèm quá, cũng bóc miếng. Mặc dù mình biết không có tội lỗi gì hết, nhưng mà những cái giây phút đó cái tự nhiên mình biết rằng á, theo ông nội cái chuyện mà mình tạm gọi là tham ăn thôi. Rồi có nhiều khi á, mình để mình biết là mình phải thức dậy 5 giờ sáng, đồng hồ reo mình tắt cái rụp, mà mình nói với mình là 5 phút thôi mình sẽ dậy. Ai ngờ đâu tới hồi dậy trễ hết công việc đó. Và có những lúc mình bực bội vô cùng, mình nó ngủ chi có 5 phút để rồi bao nhiêu công việc nó đình trệ lại. Nhưng mà con người của mình là cứ hết lần này tới lần khác nó cứ vấp như vậy. Vì vậy mà cái ý nghĩa tu hành nó rất cần thiết. Tu là gì? Là một quá trình dài hạn. Hễ ngày nào mình còn dở, ngày đó còn tu. Ngày nào tâm mình còn dở xấu, ngày đó mình còn tu. Chứ đừng hỏi tu chừng nào xong. Cái đó gọi là trường tu, vô gián tu. Và rất vui mỗi khi mình thắng được những cái phiền não của mình, cái đó gọi là lạc tu. Tu có ba cách: trường tu, vô gián tu, lạc tu. Lạc tu là mình mỗi một lần mình chỉnh sửa được mình thì mình vui với cái đó. Mình đừng có nghĩ là mình hoàn chỉnh được cái gì 100%, nhưng mà mỗi một lần mình làm được một việc gì. Quý vị nấu ăn, mặc dù cái món đó nấu rất hay, nhưng mà đâu có phải 10 lần là chính xác ngon hết 10 lần đâu. Có bữa này thì vừa ăn, bữa khác lại lạc, bữa này vừa ăn, bữa mai lại mặn. Nấu ăn mà chính mình nấu mỗi ngày mà mặn lạc nó còn chênh lệch, thì huống chi là cuộc sống này và bao nhiêu những con người xung quanh đến với mình. Cho nên á, quý vị đi vào tu nè, đi vào làm công quả nè, rồi mình thí dụ bây giờ mình tới mình không làm gì, mình tu thôi, thì mình tự hỏi mình chuyện gì nó đến, hỏi mình vô đây để làm gì? Vô đây mình tu phải không? Thì đây là những phương pháp giúp cho mình tu. Người kia thế này, người kia thế kia, và mình nhẹ nhàng được hết là tu. Còn nếu mình vô đây mình làm công quả phải không? Bỏ công sức ra để làm gì? Để có được một kết quả an lạc của một ngày. Mà nổ tung ra thì cái quả này nó không có. Cái này nó rất là thực tế trong cuộc sống. Chưa chắc mỗi người sẽ có một cách. Có nhiều người giận ta đi uống miếng nước, có nhiều người giận ta bước ra ngoài, ta đi tản bộ hồi cho nó khơm đau. Hôm bữa trong khóa tu có một cô đi về rồi, sáng nay cô về.
Thì cái bữa cô lên thăm vấn Pháp Hòa, cô có hỏi cái chuyện đó. Thì Pháp Hòa mới nói Phật giáo dạy cho mình là expressed, chứ không có explore. Express là gì? Là bày tỏ. Còn explore là mình nổ tung ra. Mình có quyền bày tỏ chứ. Cho nên khi mà người mình có cái tự do, có cái quyền của mình, you have the rights to express. Nhưng mà nếu như mình express không có, khi mà mình đang tức giận á, thì cái đó không phải express mà explode. Mà nổ ra thì không phải người đó chết mà mình cũng chết theo. Tại vì quả bom mà nó nổ ngay cái chỗ đó thì đâu phải chỉ cái đối tượng đó chết đâu. Cho nên mình có quyền chia sẻ, nhưng mà hãy đợi khi nào mình yên lắng xuống rồi hãy chia sẻ. Còn nếu không thì nguy hiểm lắm. Còn hai câu nữa ráng được không? Khi ngồi thiền hay nhắm mắt lại, con thường cảm nhận có một luồng gió nhẹ bay qua trước mặt, hoặc đôi khi có mùi hương nhẹ thoảng, mở mắt ra thì không còn mùi hương gì nữa hết. Cái này cũng đúng thôi. Đang ngồi vậy, có một người đi ghen, vừa gió mà vừa hương. Thật ra quý vị biết, khi mình ngồi thiền á, mình có những cái cảm giác mà trong kinh Lăng Nghiêm nói á, tất cả những cái đó đều là ma hết. Chữ đừng có sợ nha, chữ ma này là gì? Là những cái nó làm cho tâm mình không ổn. Và nếu mình chạy theo nó, ví dụ mùi thơm quá, tôi thích cái mùi này lắm nè, mai mốt tôi ngồi ngay chỗ đó nữa để tôi kiếm cho được cái mùi đó, thì mình bị cái hương, ma của hương nó lôi mình. Rồi cái mình ngồi, cái mình cảm thấy như Phật rờ đầu mình, Phật nói con ngoan quá. Thì mình bị dính vào cái hình ảnh là Phật phóng quang, xoa đảnh và tiếp nhận mình. Thí dụ mình được cái đó đó, thì mình nghĩ rằng đó là một khích lệ. Xong, đừng nghĩ tới nó. Tại vì sao? Tại vì cái mục đích của sự tu thiền là làm sao tâm mình định lắng. Vì tâm mình loạn, mình thường chạy theo các cảnh, các duyên, cho nên mình mới ngồi thiền. Và trong khi ngồi thiền mà nếu mình có cái định thì nó sẽ có phát sinh những cái kết quả. Nhưng mà kết quả đó chỉ là kết quả của tạm thời, là bước đầu, hay là nói mình tạm gọi là một khích lệ đi. Tất cả đều là tạm hết, vô thường hết. Vì vậy mà ngài Lâm Tế ngài mới dặn á, trong khi ngồi thiền mà có lỡ có gặp Phật phải giết Phật, gặp ma phải giết ma, phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma. Thì mình nói ủa tại sao gặp ma con sát phải rồi mà gặp Phật luôn? Có đôi khi ma nó giả Phật, và có đôi khi cho dù là Phật thì cũng biết rằng đó cũng chỉ là khích lệ, hoặc là thậm chí vọng tưởng điên đảo của mình. Pháp Hòa đưa một cái ví dụ nha. Pháp Hòa ngồi uống trà nói chuyện, thì cái thói thường người ta bước vào, người ta cũng có người mà người ta bước vô tay gặp mình thì ta nhìn cái mình để ý bà này, ông này lần nào vô cũng nhìn nữa đó. 10 lần tôi thấy rõ ràng nhìn tôi, giống như là dòm ngó về tôi, soi mói về tôi. Mà thiệt sự người ta đâu có gì đâu. Mình tự sanh một cái tri giác sai lầm. Sư ông Làng Mai dùng cái chữ đó rất hay, và dịch từ cái chữ vọng tưởng. Vọng tưởng là cái vọng là không thật, cái tưởng là mình create nó ra thôi. Thì tri giác sai lầm là những cái thấy mình, những cái thấy, những cái biết của mình, những cái nhận thức đó của mình nó sai lầm, mà mình cho nó là thật thì mình khổ với nó. Cho nên trong khi quý vị ngồi thiền, quý vị đọc kinh gì đó, có được những cái trạng thái gì, đừng có dính với nó, mà cũng đừng sợ nó. Ví dụ mình đang ngồi tụng kinh, tự nhiên thấy có cái gì lạnh lạnh đó sau lưng mình đó, đừng sợ cái đó. Hễ mình càng để ý tới nó thì cái đó nó tăng.
Có bao giờ quý vị ngồi thiền mà nhột nhột trên mặt không? Đó. Mà hễ mà một là ruồi đậu không, hai là kiến nó bu. Nhưng mà đôi khi là mình ngứa cái mặt á, mà nếu như mình cứ hễ mỗi lần về cái gãi ăn cái thì cứ ngồi cứ gãi hoài. Bữa nào tập về đi, khi mà nó ngứa cái mặt thử đừng để ý nó coi, trở lại hơi thở coi chút xíu hết. Phó qua kinh nghiệm á, cái thói quen mình là ngứa đầu gãi đó, mình ngứa mặt, ngứa đầu, ngứa tay gì. Nhưng mà hôm nào mình nhận thức mình đang ngồi thiền, mình không có muốn cử động, mình thử mình bỏ mặt nó, đừng lát nó đi. Cho nên cái đó nó tự đến và nó tự đi, tất cả những cảnh tướng hết. Cho quý vị nào mà tu thiền, ta học, ta hay học kinh Lăng Nghiêm lắm. Nhất là cái phẩm mà Đức Phật dạy về 50 thứ ma. Tại sao là 50? Mình có ngũ uẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức, phải không? 5 uẩn. Thì mỗi một uẩn như vậy nó 10 thứ ma, nhân ra là 50 thứ. Thí dụ như mình cảm nhận gì trên cơ thể mình, nó thuộc hình ảnh bên ngoài là thuộc sắc. Cảm nhận cái gì đó là thọ. Rồi ngồi cảm thấy ai đi gió lướt gì đó là tưởng. Thành thử ra quý vị đừng có bận tâm cái chuyện đó. Dù tốt hay xấu gì, nhận thôi, nhận biết thôi, rồi buông. Đừng có quan, đừng có sợ và cũng đừng thích. Thí dụ thấy Phật đừng quá vui. Tại hãy quá vui mà lỡ bữa nào ma là sẽ quá sợ. Người ta hay dùng cái từ là tẩu quả nhập ma. Thật ra cái từ đó không phải của Phật giáo, đó là của Kim Dung, của Kim Hiệp. Còn Phật giáo không có cái từ tẩu quả nhập ma. Khi mình ngồi thiền mà tâm mình không tịnh thì loạn tâm. Tâm mình nó suy nghĩ loạn tâm. Vì mình loạn tâm cho nên mình mới ngồi thiền. Hôm qua có một cô nói với Hòa là trời ơi, bây giờ ngồi thiền nó thấy mình quá trời nghĩ lung tung luôn. Hòa nói rồi cô bắt đầu có tịnh rồi đó. Có tịnh mới thấy mình lung tung. Cũng giống như á, người ta đi nhanh, mình cũng đi nhanh, mình không thấy gì hết á. Bữa nào mình ngồi yên lại, mình sẽ phát hiện trời sao người ta đi quá nhanh. Rồi Pháp Hòa đưa một cái ví dụ. Hôm nào quý vị mất một cái chìa khóa hay mất một cái món gì đó, mà quý vị càng lăng xăng đi tìm là quý vị sẽ tìm không ra. Rồi bây giờ ngồi xuống đi, định thần định hồn lại coi nãy mình vô mình bước ở đâu, rồi mình quẹo ở đâu. Chút xíu sau tôi nhớ rồi, chỗ đó là chỗ cuối cùng tôi tới. Mà càng lăng xăng đi kiếm, đi tìm lại càng không ra. Có không? Cho nên khi nào định thì tất cả nó sẽ lắng. Những cái kia nó chỉ là bên ngoài thôi, nó không có làm gì được mình hết á. Cho nên cuộc đời mình hàng ngày cũng vậy, những cái lời nói, những cái cử chỉ của ai đó, nó chỉ là bóng dáng bên ngoài thôi. Nó không thể nào làm cho cái gốc tâm an tịnh của mình bị ảnh hưởng được. Xin Thầy Quan Hỷ giải thích giùm con có một tâm ma và một tâm Phật. Khi tâm ma xúi dục con nói lời không hay, rồi tâm Phật lại khuyên con thôi đừng nói. Nhưng cũng có lúc tâm Phật không vượt qua được tâm ma, vậy con phải làm sao? Vậy là ma thua Phật. Ô, Phật thua ma. Có gì đâu, thì như nãy mình nói vậy đó, mình không có thắng được mình. Mà không thắng được mình thì để cho người khác thắng. Cho nên chữ tỳ kheo đó, nó có 3 nghĩa. Nghĩa thứ nhất là phá ác. Nghĩa thứ hai là bố ma. Nghĩa thứ ba là khất sĩ. Tỳ kheo có 3 nghĩa. Khi mình tu á, là mình bỏ các điều ác, làm các điều lành là nghĩa thứ nhất rồi, phá ác. Điều thứ hai á, là bố ma. Ma là gì? Là phiền não. Những cái phiền não, những cái gì nó đến nó làm cho mình bất an, mình phải bố nó. Bố là gì? Làm cho nó sợ mình. Còn giờ là mình bị ma bố. Cho nên thầy cô nào mà tu mà còn sợ ma, không dám lên chánh điện một mình, không dám đi đám tang là bị ma bố đó. Còn phải bố ma. Trong một cái nghĩa của một cái giới
Cái giới đó là nếu ai phạm thì coi như là người đó không thể tiếp tục đường tu. Cái dịch nghĩa của cái chữ đó, của cái giới đó, đó nó còn có một cái nghĩa là tha thắng. Tha thắng là gì? Mình đã để cho người khác thắng mình. Những cái dục, những cái phiền não nó đến là nó muốn thắng mình. Nhưng mà bây giờ không lẽ mình tu hành bao nhiêu năm mình không đủ khả năng để mình chấn chỉnh lại nó sao? Cuối cùng nó lôi mình, là tha thắng. Bây giờ mình đâu có cần chi cái chuyện lớn đâu, thử bữa nào chuyện nhỏ nhỏ thôi. Mình muốn tụng thời kinh mà giờ chỗ kia kêu đi chơi vui quá, thôi kệ đi đi rồi bữa nào về tụng lại cũng được. Thật sự không có sao hết, không có tội lỗi gì hết. Nhưng mà mình đi chơi xong mình thấy là đó, tha thắng. Lẽ ra giờ này giờ ở nhà mình tu, có nhiều khi đi chơi xong về hối hận chứ, biết gì không đi, đi về gây lộn không. Nhưng mà lúc mình đi mình đâu nghĩ vậy đâu, phải không? Thường thường con người mình thấy xong chuyện gì thì mình nói một câu ai dè, phải chi. Dù mất của rồi, trời biết vậy cúng chùa hết trơn. Có cô đó, cổ bị người ta giật tiền hay là chơi hụi thua vậy đó. Cô nói trời, con không biết con thua vậy, con mất vậy, bữa đó đưa cúng hết chùa. À, cô vị Phật tử này đừng có lo nha, người tu mấy chục năm cũng y chang như mình thôi, cũng đều mỗi ngày đều phải làm việc giữa cái hai cái bờ phiền não bồ đề, không phải dễ đâu. Cho nên hỏi tu chừng nào thành, khi nào mà cảnh duyên cảnh đến mà tâm mình không động, chừng đó mình thành. Rồi cuối cùng á, ngày Trần Nhân Tông ngày mới nói đó, đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền. Mình thiền là tại vì mình sợ mình phải đối với cảnh, mình sanh lòng. Đến khi nào mình tất cả mọi cảnh tâm mình đối mà mình không có bị ảnh hưởng, không? Đối cảnh vô tâm. Cho nên trong kinh Tứ Thập Nhị Chương đó, trong cái chương gọi là 20 điều khó của con người đó, trong đó có một cái câu gọi là gì? Mình không có bị những cái cảnh duyên mà nó lôi mình rất khó. Nghèo mà bố thí khó, tại vì nghèo phải lo giữ chứ, vậy mà biết trang rãi đâu phải dễ, phải không? Thì trong đó có một cái điều là vô tâm với các cảnh rất khó. Rồi cuối cùng là vị Phật tử hỏi là giải thích các bộ kinh đó. Dạ thì cái này cũng sẽ có, Pháp Hòa cũng hay làm việc đó. Thí dụ tụng quý vị tụng kinh Dược Sư nè, Pháp Hòa đã giải bộ kinh Dược Sư rồi. Quý vị tụng kinh Địa Tạng, Pháp Hòa đã giải thích bộ kinh Địa Tạng rồi. Quý vị tụng kinh Thủy Sám, Pháp Hòa đã giải thích bộ Thủy Sám rồi, bộ Di Đà rồi, Pháp Hòa đã giải thích từng bộ kinh rồi. Bây giờ đang bộ Mông Sơn Thí Thực cũng rồi, Lăng Nghiêm buổi sáng cũng chú giải rồi, Đại Bi Sấm Pháp cũng đã chú giải rồi. Quý vị lại Hồng Danh Bổ Sám 89 vị Phật đó, Pháp Hòa cũng đã giải thích tên của từng vị Phật trong đó rồi. Bây giờ chỉ có điều là lại làm gì? Gõ ông Google lên thôi, tìm những cái bài giảng đó. Quý vị nào lại Hồng Danh Bổ Sám thường đó, 88 vị Phật đó, muốn hiểu nghĩa tên từng vị Phật, quý vị đi tìm cái bộ Pháp Hòa nói về cái bộ đó, Làm Mới Thân Tâm. Bộ đó tổng cộng có 9 dĩa, 9 buổi giải thích cái bài Hồng Danh Bảo Sám mà chúng ta thường lại, Làm Mới Thân Tâm. Bữa nay là cái session cuối cùng, ăn trưa là nghỉ cho mình không có bị thời gian nó chi phối nhiều nữa. Cái câu cuối cùng cũng rất quan trọng cho việc tu tập. Thôi quý vị chịu khó một chút. Thưa Thầy, con kính chúc Thầy Pháp Thể an khang. Xin Thầy giải thích dùm thắc mắc của con. Trong quá trình tìm hiểu và thực hành Phật Pháp, con luôn cầu xin khi quá vãng được về cõi Tây Phương Cực Lạc của Phật A-di-đà và được sinh ra trong đóa sen, tiếp tục tu hành cho đến giác ngộ. Nhưng đến một ngày, có một vị Thầy lớn bên Nam Tông
nói rằng Phật A Di Đà là do Bắc Tông bên Trung Quốc tạo nên, không thực, và đây chỉ là phát nguyện của một vị đang tu hạnh Bồ Đề. Xin thầy giải thích hiểu rõ hơn. Cái tiêu chí của người tu Tịnh Độ là gì? Ai nhớ? Tín, nguyện, hành. Khi mình phát nguyện, mình tu tập cái gọi là niệm Phật cầu vãng sanh, thì cái tiêu chí phải có trong mình là phải có tín, có nguyện, có hành. Và tín là tín cái gì? Tín mình, tín người, tín Phật, tín Pháp. Nếu mà mình đã tu pháp môn này rồi mình nghe những cái lời giải thích khác, mình lung lay, vậy là chữ tín này nó chưa vững. Chữ tín của mình trong Tịnh Độ này mình chưa vững, thì thôi không cần nói chuyện Tịnh Độ nữa, nói cái chuyện mình tu tập thôi. Mình mở tiệm làm ăn mà không có tin mình, không tin người, ta vô ta nói một hai câu dẹp tiệm không làm nữa. Mình không có đủ năng lực, có niềm tin với chính mình, khả năng của mình, việc làm của mình, người khác làm sao ta biết mà ta nói. Cho nên ai muốn giải thích cái gì, đó là mỗi người có một người cái nghiên cứu của người ta. Nhưng mà chính mình phải vững vàng trên cái pháp mình đã chọn. Ví dụ bây giờ mình chọn con đường đi tu đi, người ta vô ta nói tu vậy đấy hả, định giam đời mình trong cái chỗ này suốt đời vậy đó hả, rồi ăn no rồi cứ tối ngày cứ dày dày sao, rồi chết ai lo, bệnh tật ai lo. Ờ à, cũng đúng ha, tu không có, vợ con không có, chó mèo cũng không. Cho nên trong cái tứ ma đó, nó có một cái kêu là tử ma, phiền não ma, ngủ ấm ma, thiên ma và tử ma. Tử ma là gì? Sợ chết. Chết đi về đâu? Rồi chết rồi ai lo? Nhìn bà con Phật tử ai ta cũng có con có cháu, còn mình nữa cháu con nào lo? Lo đủ thứ hết trơn. Thì đời hiện tại đây lo tu không lo, cứ lo chết, thì nó lôi mình. Thành thử ra trở lại, sự nghiên cứu của mỗi người, ai cũng có quyền, phải không? Nhưng mà thưa đại chúng, cái quan niệm Pháp Hòa là gì nè? Khi Pháp Hòa biểu người ta đừng làm việc gì, thì Pháp Hòa phải có cái gì thế vào đó. Chứ còn tự nhiên người ta đang làm, biểu ta đừng làm mà không có cái gì cho người khác làm, thì người ta biết cái gì? Thà là ta nương cái này mà người ta còn đang hạnh phúc. Thí dụ quý vị đang ăn tô cơm đi, mà Pháp Hòa phát hiện tô cơm đó là tô cơm hư, thiêu rồi. Pháp Hòa bưng tô bún ra và nói, bác dùng tô bún này đi, cho con xin cái tô cơm lại. Cái tô cơm này nó không có ngon, tô cơm cũ. Khi mình không cho người ta ăn cái món đó, mình phải có cái khác mình thế vào. Chứ còn mình tự nhiên người ta đang hạnh phúc vậy, cái mình lợi mình đập đổ một cái điều gì đó mà mình không có một cái phương pháp nào khác, thì cái Pháp Hòa nghĩ cái đó không nên. Còn đối với bản thân mình á, mình làm việc gì mình phải có đủ cái năng lực của cái pháp mình đang làm, là tín, nguyện, hành. Hòa Thượng Trí Tịnh ngài có câu vậy nè: giới định tuệ thoát ta bà, tính hạnh nguyện sanh Tịnh Độ. Hòa Thượng Trí Tịnh ngài có câu đó. Nếu người nào mà tu giới, tu định, tu tuệ, đó là ba con đường đi, ba phương pháp giúp cho mình thoát khỏi ta bà. Còn nếu mình muốn vãng sanh Tịnh Độ, tính nguyện hành. Bây giờ mình tính nguyện hành, mình nói là mình đang tu Tịnh Độ, muốn vãng sanh cõi Phật. Thí dụ vậy đi, mà giờ tính không đủ, ta mới có một nghe một bài giảng thôi là mình đã lung lay rồi. Mình không nói, mình không có dám nói đúng sai gì hết. Ở đây mình nhớ là Đức Phật có dạy, những gì mà Phật nói cho mình nghe nó giống như lá trong tay Phật thôi. Còn những cái gì mà Phật biết á, nó nhiều như lá trong rừng vậy đó. Cho nên Phật chỉ nói những gì rất cần. Và thậm chí bây giờ người ta nói cái này không phải Phật nói, ông Tổ đó ông nói. Nhưng mà ông Tổ đó ông có nói gì sai không? Mà ông Tổ đó ông nói, ông lấy cái gì ông nói? Ông cũng mượn lời Phật, bất quá là ông reform nó lại bằng một hình thức khác để hướng tâm cho mình thôi.
Rồi mai mốt đây ví dụ quý vị nào đó nghe người ta nói cái kinh báo hiếu phụ mẫu trọng ân không phải của Phật nói, của ai đó tạo ra, không sao hết. Bây giờ ví dụ, bây giờ mình đọc hết trong kinh báo hiếu phụ mẫu, có cái gì dạy mình sai cái đạo đức không? Nó không sai đạo đức. Cái gì mà nó hướng dẫn được con người mình đi đến con đường đạo đức thì nó là kinh thôi. Cho nên á, thưa đại chúng, là trong cuộc sống là mỗi người ta nghiên cứu nhiều lắm, nhưng mà mình phải vững vàng trên cái của mình. Thí dụ quý vị muốn rõ ràng về tịnh độ, tu tịnh độ nè, đọc sách tịnh độ, những lời giải thích của các vị, để mình làm vững cái niềm tin của mình. Ai tu thiền, nghiên cứu thiền. Và nói tóm lại, tất cả pháp đó không cao thấp, không hay dở gì hết. Nó chỉ là một phương tiện dẫn mình, hợp với mình, để mình an lạc, tu tập. Ăn bún, ăn mì, ăn cháo, ăn cơm cũng đều là no bụng và có sức khỏe. Nhưng mà người không khỏe ăn cháo, ai khỏe ăn cơm, vậy thôi. Mình ăn dưa leo ngon, đừng chê người không ăn dưa leo. Nếu trời ăn này không có dưa leo không ngon, người ta bệnh người ta không được. À, cũng biết nó ngon nó ăn không được. Thì quý vị phải có một cái vững chãi như vậy trên cái sự tu tập của mình. Thì tất cả những gì trong cuộc sống này, chứ không phải riêng cái vấn đề trong nội bộ chuyện của mình. À, mình đang làm việc đó mà người ta tới người ta nói, mình phải suy nghĩ chứ. Còn cái bài, cái câu cuối này nè, là xin giải thích mấy cái bài kệ của các tổ. Em chưa làm tổ. Thì cái này là một vị hỏi những cái bài kệ của các hòa thượng khi mà truyền đó. Thì thưa là trong cái truyền thống của Phật giáo phương Đông, tức là Phật giáo Trung Quốc, Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Hàn Quốc, Phật giáo Nhật Bản, có một cái truyền thống là thầy trò hay truyền với nhau qua các bài kệ. Thì các tổ cũng vậy, Phật cũng vậy. Phật cũng có những cái bài kệ để lại cho người đệ tử đó của mình. Thì cái vị này muốn nhờ Pháp Hòa giải thích các bài kệ này. Nhưng mà thật sự là những bài kệ này nếu muốn giải thích thì phải nằm ở trong một cái buổi giảng riêng, ít nhất cũng phải vài buổi mới giải thích được những cái ý nghĩa sâu sắc của mỗi bài kệ này. Thì Pháp Hòa chỉ ghi nhận rồi nói tổng lược về các bài kệ thôi. Rồi hôm nào có dịp Pháp Hòa sẽ chia sẻ riêng. Còn hôm nay mình nhận được những câu hỏi trong chúng thì Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng. Và thưa đại chúng, là những cái gì quý vị hỏi, Pháp Hòa cũng chia sẻ theo cái hiểu của mình, cũng chưa chắc thỏa mãn đại chúng đâu. Quý vị chưa hài lòng thì mình đi tìm hỏi thêm những cao đức khác. Chứ còn mỗi người sẽ có một cái nhìn khác nhau. Nhưng mà Pháp Hòa hiểu tới đâu thì chia sẻ với quý vị tới đó. Mong đại chúng hoan hỷ. A Di Đà Phật. Minh Chương lát nữa hát ở dưới trại đường nha. Tại ăn no rồi nghe khỏe. Bây giờ chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Mình chuẩn bị đi ăn trưa lúc 12 giờ. Thì ăn trưa xong thì tại trại đường chúng ta sẽ hồi hướng và kết thúc khóa tu. Thì lúc đó mình muốn sinh hoạt thêm gì đó tùy hỷ mình nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, 4 ngày tu học của chúng ta đến đây đã viên mãn bằng cái buổi sinh hoạt chung với nhau. Hy vọng rằng đại chúng có niềm vui trong những ngày ở tu viện và tu tập. Nếu có những gì sơ sót trong sự chăm sóc cho đại chúng, mong đại chúng hoan hỷ cho, và rất mong được sự thông cảm của đại chúng. A Di Đà Phật.